nhà trai. Rồi, ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Chào em, mời em ngồi. Rồi, hai bạn đã có mặt ở đây rồi. Chúng ta chỉ cách nhau có cái hàng rào tình yêu thôi. Mình nói lớn lên cho hai bên cùng cảm nhận nha các bạn nha. Mời em trai giới thiệu về mình. Hola a todos. Hoy quería presentarme un poco en español y francés y inglés. Y vamos. What? What it? Có thể nói tiếng khác không? Tiếng đó tôi chưa hiểu. Tiếng tiếng Nhật đúng không? Dạ không ạ. Tiếng Tây Ban Nha. Trời ơi, vậy tôi nghe ra tiếng Nhật. Tôi nghe họ ra tiếng Pháp nữa chứ. Em người Tây Ban Nha hả? Dạ không ạ. Em Việt kiều Tây Ban Nha. Dạ. Em mới đi học Tây Ban Nha 2 năm về. Ủa vậy đó hả? Dạ. Rồi học bên đó gì? Dạ em học thạc sĩ. Thạc sĩ? Dạ, quản trị kinh doanh. À dạ. Dạ. Anh là tiếng nó tiếng Tây Ban Nha đó hả? Dạ. Vậy là sao dịch cho anh nghe luôn coi. Em dự định là hôm nay á, là em tới đây để em giới thiệu một chút về bản thân mình bằng tiếng Tây Ban Nha. Thì em tên là Khoa. Em sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em 28 tuổi. Em là một con người rất là tốt bụng và rất vui được gặp MC anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan cũng như là bạn gái và gia đình hai bên ạ. Em xin cảm ơn. Rồi mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, chào chú Quyền Linh, chào bạn Nam với cả chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Diệu Linh, em năm nay 22 tuổi. Em hiện đang làm trợ lý giám đốc cho công ty xuất khẩu đồ ngoại thất. Em làm việc ở quận 2. Em sống ở đâu? Em ở quận Tân Phú ạ. À, sống với ai? Em ở chung với cả bố mẹ. À, vậy hả? Em hãy cho biết ưu điểm, khuyết điểm của mình cho nhà gái nghe. Dạ, trước tiên á là nói về phần ưu điểm á. Ừ. Em là một người rất là ham học hỏi. Nó thể hiện qua cái việc là em có tới 3 bằng thạc sĩ. Là em có tới 3 bằng thạc sĩ. Trời đất ơi. Nên là cái việc này á là nó được học hỏi đây là không phải là học thuật không mà là còn học hỏi về văn hóa, về cách đối nhân xử thế con người. Ngoài cái việc mà tránh cái tình trạng là mọt sách á, em còn tham gia văn nghệ nên là em đạt rất là nhiều giải thưởng về văn nghệ. Ngoài cái khả năng ca hát á thì em còn biết chơi nhạc cụ, piano, guitar. Trời đất ơi, sao nó giỏi vậy rồi. Nãy em nói em đang làm việc gì chị quên rồi. Hiện tại em đang công tác tại phòng huy động vốn của ngân hàng Á Châu. Thạc sĩ là lương cao lắm à. Có thạc sĩ MC không? Có thạc sĩ MC không? Bữa nào giới thiệu anh tư vấn cho anh học thạc sĩ MC không? Dạ, tại trong chữ MC ấy, là có chữ Master nè. Nên anh không cần học nữa. Master of Ceremony. Vậy là anh thạc sĩ rồi đó hả? Vậy là anh thạc sĩ rồi đó hả? Dạ. Nên trời ơi. Nội ơi, xưa giờ tôi thạc sĩ tôi không biết không ơi. Vậy đó hả? Dạ, nên anh không cần học nữa. Tự nhiên. Cảm ơn em đã phát hiện ra cái từ đó các anh. Thôi, hôm nay tôi lên mặt rồi đó nha. Dạ. Thôi, thì để chứng minh đi, thay đổi không khí chương trình, em xin phép đàn một bài hát để có tài như trổ tài cho nhà gái biết đi em. Ngon nha, tôi thấy này chai sơ sơ là ngon rồi đó. Dạ, em xin đàn bài hát cũng khá là vui tươi của nhạc sĩ Đức Huy, Lời Yêu Thương ạ. Về trên khu phố có cô em tung tăng, đôi môi cười hoa thắm và bầu trời của biển nhiệt đới trên vai anh buông chân cho em mơ mộng. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhâm nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu dạ, em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấm trong lòng hoài. Một lần gặp em trên phố, anh ngẩn ngơ thân thờ, anh như người ngu mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên đi tất cả. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè những năm dưới bóng cửa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấm trong lòng hoài, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấm trong lòng hoài. Nhà trai tôi vậy đó, giới thiệu nhà gái biết.
Nhà trai tôi vậy đó, giới thiệu nhà gái biết. Hay lên mặt quá. Giờ nhà gái mình có tài lẻ gì không em? Mình thể hiện liền đi em, chứ bên kia lên mặt quá chị chịu không nổi. Giờ em không hát rồi chị hát à? Giờ em không hát rồi chị hát à? Thôi thôi. Thôi được rồi em gái. Thật ra nói chơi thôi. Trai tài gái sắc. Bên đây nhà trai tôi có tài, bên nhà gái có sắc được rồi. Xinh đẹp. Dĩ nhiên. Quá xinh đẹp. Tôi thấy vậy tôi thấy ổn định rồi đó. Tôi thấy vậy là không lẽ giờ mở rào ra cho gặp nhau luôn chứ tôi nôn lắm đó. Thiệt. Nhưng mà thôi mình để hỏi sơ sơ chút coi. Người xinh đẹp quá mà sao giờ được ế trời. Có mối tình nào chưa? À, em có một mối á. Mối mấy năm? Khoảng năm rưỡi. Rồi sao xinh đẹp này mà sao chia tay vậy trời? Tụi em chia tay trong hòa bình thôi ạ. Hòa bình. Không thấy tiến xa hơn được nữa thì tụi em dừng lại. Trời, tuổi trẻ giờ nó cũng hồi hộp quá. Bình yên quá cũng chia tay nữa. Nói chung là bình yên cũng chia tay nữa. Còn này, ba cái ông thạc sĩ này cũng tài giỏi hát hay mà sao mà chưa có người yêu vậy nè. Dạ, tại vì do là em cũng bận học quá. Ừ. Dạ, nên lúc mà qua Tây Ban Nha thì cũng 2 năm dịch giãn cách. Mấy cô gái Tây Ban Nha đẹp lắm. Có quen cô nào không? Dạ dạ không ạ, em học á, nên nãy em mới nói là em dành thời gian để học, em lấy 2 năm lấy 2 cái bằng á. Lo học quá đúng không? Dạ. 3 cái bằng thạc sĩ mà. Dạ chào chị. Không biết có mấy mối tình rồi? Dạ thì 2 mối tình. 2 mối? Dạ lúc là sinh viên. Dạ. À. Mối tình thì cái bạn ấy cũng đi hát chung với em. Hai đứa em thì cũng là hạng nhất hết. Nhưng mà có hai đứa hạng nhất mới chia tay đó. Dạ. Phải đứa hạng nhất hạng nhì nó không có chia. Tụi em đi hát rồi nói chung tính nghệ sĩ thì đôi khi nó cũng có những cái giận hờn. À, thì mình cũng trẻ mà mình chưa có trưởng thành á. Ừ. Nên thôi thì sau đó thì em với bạn ấy cũng làm bạn, và tới bây giờ bạn ấy cũng có gia đình có con, thì em cũng chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức mà em có được cho bạn ấy. Rồi mối tình thứ hai. À, thì mối tình thứ hai thì lúc làm việc ở tại ngân hàng thì em cũng vô quá trình là bận, em mới đi nước ngoài rồi em cũng nhắm là thôi mình cũng không có tiện để người khác chờ đợi mình, nên thôi em cũng chủ động và em cũng chia tay. Ừ. Thôi mấy bà mối còn sao đó, gả tôi nhà gái qua đây đi. Ủa đâu gả liền được? Ủa đâu gả liền được chứ sao? Ủa gì phải hỏi cặn kẽ rõ ràng. Tôi phải hỏi nhà gái tôi nhu cầu có bạn trai như thế nào, bên đây đáp ứng được hay không. Bà mối, em bây giờ em nói đi, nhu cầu có bạn trai của em như thế nào? Em muốn bạn trai cao ráo, sáng sủa, hơi mũm mĩm, sáng trưng. Ba cái bằng thạc sĩ nó sáng, tao nói hơn đèn ô tô. Em ơi, bên em tao bận học lắm, cho nên là người ta cũng không có thời gian người ta ăn nữa, nên người ta cũng không có mẩm mỉm được. Thôi mình tha thứ cho cái chuyện đó đi. Sau này nuôi béo được. Rồi được, đó, hợp lý. Nói gì nữa cưng? À, với cả tôn trọng sở thích của em. Em thích gì? Em thích nhạc Hàn Quốc. À, thích gì nó lớn thích nhạc Hàn Quốc nha. Hả? Thích nhạc Hàn Quốc. Nhạc Hàn Quốc. À. Nhạc Tây Ban Nha người ta còn hát được, có chi nhạc Hàn Quốc. Nhạc Tây Ban Nha em cũng thích. Nhạc Tây Ban Nha em cũng thích. Cũng thích luôn hả? Chúc hát bài Tây Ban Nha nha. Dạ. Vậy thôi hả? Có cái điều gì em không thích ở đàn ông không? Em không thích là con trai gia trưởng. Ở đây người ta học nước ngoài, người ta hiện đại lắm, không ai gia trưởng hết trơn á. Bây giờ mình muốn một người bạn gái sao nè em trai? Dạ, sẵn cái nhu cầu của bên đấy thì em cũng nói luôn là em cũng rất là thích xem phim Hàn Quốc. Ừ. Nên rất là thích nghe nhạc Hàn Quốc luôn. Vậy đó hả? Dạ, những cái bộ phim mới nào trending nào là em cũng coi hết. Có biết nói tiếng Hàn Quốc không? Dạ chưa, em muốn học thôi nhưng mà em chưa có học. Opa, sarangnae, sarangnae. Kamsahamnida. Ông sarangnae với tôi nhìn tôi sợ lắm. Cái nó sarangnae của ông tôi sợ. Rồi bây giờ nhà hỏi người thân. Hỏi người thân đi. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ em đi với hai người bạn thân của em. Em xin chào anh Quyền Linh với lại chị Ngọc Lan ạ. À, em là bạn của Diệu Linh. Thì em thấy em trai này rất là dễ thương, hòa đồng, hát hay, tài giỏi. Thấy cặp đôi hôm nay đúng là tài và sắc ạ. Vậy là hợp ha. Dạ. Em đi với ai em? Dạ hôm nay em đi với mẹ em. À có mẹ hả? Dạ. Trời mẹ trẻ đẹp quá ha. À, xin chào MC Quyền Linh và diễn viên Ngọc Lan. Dạ. À, cô là Đỗ Thị Thanh Tâm, mẹ của Nguyễn Đăng Khoa. Cô cũng công tác trong ngành giáo dục. Nói về con trai của mình xíu là Nguyễn Khoa thì tính tình nó hiền lành,
sống tình cảm và rất là có hiếu. Và Khoa chịu khó. Thật ra nãy thì cô có nghe bạn gái nói á, là sợ là con trai gia trưởng, nhưng cô dám bảo đảm với con rằng là con cô không phải gia trưởng. Và bản thân gia đình cô cũng là sống rất là thoáng. Nếu có duyên á, thì hai đứa con gặp nhau và tìm hiểu thì cô tin rằng Khoa sẽ đem hạnh phúc đến cho con. Trời, hay quá. Cảm ơn cô. Cô đảm bảo người lớn không có gia trưởng nha. Thôi bây giờ hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Bắt đầu đi cưng. À, hôm nay anh có món quà, cái Khoa anh mua từ Tây Ban Nha. Phải chạy hơn 20 giờ bay, rồi hơn hàng chục ngàn cây số đem về đây. Chính gốc tại Barcelona. Dạ, yeah. Em cảm ơn anh. Anh gửi em. Em cũng có món quà tặng anh. Dạ. Nó là khung ảnh là để anh kỷ niệm. Hy vọng là nếu như có duyên thì sẽ là hình của mình. Dạ. Hai đứa đứng gần lại, cái chụp tấm hình, cái bỏ vô khung ảnh đó luôn nè. Dạ. Đứng sát vô nè. Rồi, có hình bỏ khung ảnh nha. Hai bạn ngồi đối diện nhau trò chuyện đi nào. Anh muốn hỏi em tí là anh thì cần một người phụ nữ thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà anh chỉ cái điều mà anh trăn trở mà cần nhất là nếu như mình có duyên mình sống với nhau thì em có chịu là về ở với nhà của anh không? Tại vì nó có lý do như thế này, là vì ba anh mất sớm, mẹ anh thì ở một mình. Nếu bây giờ mà anh không ở gần mẹ thì mẹ anh chỉ có một mình thôi, vì em gái của anh là vừa rồi là đã đi học nước ngoài rồi. Em có chấp nhận là chịu mà về ở chung với gia đình anh không? Anh chỉ cần hỏi em câu đó thôi. Em thì em vẫn thích là ở riêng hơn. Ừ. Nếu như mà anh lo cho bác thì mình có thể có một giải pháp mà em nghĩ là ở gần bác và qua thăm bác thường xuyên. Ừ. Cái giải pháp này là anh thấy cũng hợp lý. Thì không sao hết, mình có thể ở rồi cuối tuần mình về mình thăm gia đình. Tại vì giờ anh cũng học nước ngoài, anh cũng tôn trọng quyền tự do hết, anh cũng không ép buộc ai. Dạ em cảm ơn. Giờ người ta có gia đình, ta khoái ở với mẹ chồng lắm, bởi mẹ chồng vừa giữ cháu nè. Đúng. Cơm nước nè, lo lắng đủ thứ hết trơn á, ở riêng là mệt lắm đó. Dạ, với lại anh cũng nói thêm, mẹ anh là giáo viên mỹ thuật tiểu học, nên là hiểu được tâm lý của chị em. Nếu có gì thì có thể giúp đỡ được mình. Và mẹ anh nấu ăn rất là ngon, nhờ vậy á mà anh cũng qua nước ngoài cũng tự nấu ăn luôn. Nên là nếu mà ở riêng anh cũng vẫn phụ và nấu cơm được, nấu ăn được, nên anh không phải là kiểu mà em làm việc này thì anh làm việc kia, chứ anh không có để làm hết cho em làm một mình hết. Bên nhà gái cũng đi du học nước ngoài về đó. Dạ. Yeah. Đúng không gái? Dạ. Yeah. Em học nước nào vậy? Đi Mỹ 4-5 năm mình đó hả? Dạ. Rồi bây giờ mình trao đổi chút xíu về cái chuyện hẹn hò đi các bạn. Anh không biết là cái thời gian rảnh của em á, là em làm từ thứ hai đến thứ sáu. Dạ, em làm từ thứ hai đến thứ sáu và giờ hành chính. Ừ, anh cũng là như vậy. Thì mình sẽ rảnh cuối tuần, thì thường mình sẽ có những cái thời gian cuối tuần để dành cho nhau. Ví dụ như cuối tuần mình đi xem phim, ví dụ em thích nghe nhạc Hàn Quốc thì mình có thể book những cái vé máy bay mình đi xe Hàn Quốc cuối tuần, ví dụ vậy. Hay là mình tập hát những bài hát Hàn Quốc, anh có thể đàn cho em hát, ví dụ vậy. Hoặc là em muốn hát thì anh có thể hướng dẫn cho em hát. Nhà trai tôi đưa ra hết vấn đề rồi đó, được đúng không? Dạ. Với lại hồi nãy em có nghe bạn gái nói là bạn gái cũng muốn nghe một cái bài hát ngắn bằng tiếng Tây Ban Nha, thì anh cũng xin phép hát một cái bài tiếng Tây Ban Nha. Bài này cũng thông dụng thôi, mình sẽ biết. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Que tengo miedo perderte después.
tiến tới chút xíu, mình giao lưu về cảm xúc xíu đi. Bây giờ hai đứa nhìn nhau 30 giây và nói những cái cảm xúc của mình đối với người đối diện sau cái cuộc nói chuyện từ nãy giờ. Em thì thích tất cả những cái mà anh chia sẻ, tại vì anh cũng từng đi du học, cũng khá là thoáng, cởi mở và tôn trọng ý kiến của em. Là em rất cảm ơn vì cái điều đấy. Em cũng mong là mình có thể tìm hiểu thêm về nhau. Thì anh thì anh cũng rất là quý em. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì những cái chia sẻ của em đúng là thật sự là khi chỉ có những người mà mình cùng đi ra ngoài, mình trải nghiệm thì mình mới nắm hết được những cái nhu cầu, những cái mong muốn. Thì thật sự những cái nhu cầu của em là rất là chính đáng. Nhưng mà có thể mình sẽ cùng nhau học hỏi cùng nhau. Nếu như mình có duyên thì mình sẽ cùng nhau học hỏi, tại vì không ai hoàn hảo hết. Ba bằng thạc sĩ cũng không là gì. Nên là mình sẽ cùng nhau học hỏi và cùng nhau cố gắng. Đúng rồi, ba bằng thạc sĩ nó lớn thật, nhưng mà không có cái bằng lòng đó thì cũng khó lắm em. Đôi khi ba cái bằng thạc sĩ thua cái bằng lòng á. Bằng đó quan trọng lắm. Rồi hai đứa về vị trí, mình đưa ra quyết định đi các bạn. Mỗi bạn sẽ có quyền quyết định riêng cho trái tim của mình nha. Chúng ta bấm thì chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Mình đang đối diện với tất cả bạn bè, với gia đình của mình, với hàng triệu khán giả. Chúng ta không thể dối con tim của mình được. Quyền quyết định của các bạn sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Chúc mừng. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Nói với mẹ điều gì đi. Mẹ ơi, đầu tiên là con cảm ơn mẹ. Nhưng mà con nghĩ là những cái quyết định của con á, mẹ cũng đều là luôn luôn là hiểu và thông cảm cho con. Nhưng mà dù sao đi nữa thì con vẫn rất là thương mẹ. Và con thương mẹ bao nhiêu thì con cũng sẽ thương người phụ nữ con bấy nhiêu. Chúc cho các bạn trẻ thật là nhiều hạnh phúc trong cuộc sống này. Một nụ hôn đầu tiên. Xin phép hôn mẹ. Rất là đẹp ha. Trai tài gái sắc là đúng đấy. Và đây là những món quà dành cho các bạn. Chương trình gửi tặng bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Hura là nhãn hiệu bánh bông lan từ BBK, được làm từ các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, sữa thật, trứng tươi, có thể thay thế bữa ăn sáng và bữa ăn phụ mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng cho một ngày dài năng động. Bánh bông lan Hura làm từ trứng. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn bếp điện từ Toshiba IC20S1BV, mặt kính cao cấp Hegon của Đức, có khả năng chịu lực và chịu nhiệt tốt. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn EMC, chịu lực 150kg, chịu nhiệt 600 độ C, hẹn giờ nấu tiện lợi, an toàn khi sử dụng, điều khiển cảm ứng, thông minh nhanh nhạy, mâm nhiệt cao cấp, hiệu suất cao, thiết kế chống thấm hoàn hảo, tặng nồi lẩu inox cao cấp 2 lớp. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc các bạn hạnh phúc. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chị Ngọc Lan. Cảm ơn hai gia đình. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng ngày nào đó họ báo tin vui chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị nhé. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai. Bánh bông lan Hura làm từ trứng. Chúng tụi em lớn rồi thì cũng xác định được là, mà bây giờ không quen nữa thì cũng vẫn là bạn. Có gì vẫn chia sẻ. Rồi sao đăng ký chương trình này? Đăng ký chương trình này thì nó thật là với chương trình là bạn gái em đăng ký. Bạn gái em đăng ký. Em không thích là một người đàn ông mà thích khoe khoang. Hôm nay là gọi là nổ. Ngoại hình thì cũng ưa nhìn một chút xíu. Dạ yên, dạ. Yên tâm, ưa nhìn, nhìn là thấy. Dạ, với lại cái trình độ thì cũng phải từ đại học trở lên. Đi đại học. Dạ dạ. Đại học lên.
học văn bằng 2 luôn đó. Dạ em cũng đang học văn bằng 2. Ừ. Mời nhà trai. Ngồi đi anh. Xin mời nhà gái. Chào em, mời em ngồi. Rồi, mời nhà gái giới thiệu về mình đi. Dạ, lời đầu tiên thì cho em xin phép được chào chị Ngọc Lan xinh đẹp, anh Nguyệt Linh đẹp trai, cũng như là toàn thể quý vị khán giả, cũng như là anh hàng xóm kế bên. Dạ, em xin giới thiệu là em tên là Ngô Thị Hồng Yến, năm nay em 33 tuổi, em sinh sống và làm việc và tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em làm là nhân viên văn phòng, phòng kỹ thuật chất lượng của tổng công ty. Tổng công ty này là doanh nghiệp trực thuộc của Ủy ban Nhân dân thành phố. Em thì trình độ thì cũng không có cao. À, cũng là thạc sĩ và kỹ thuật chuyên ngành môi trường. Trời. Nay ngày gì tôi mừng mai toàn là thạc sĩ không vậy trời. Rồi mời em trai. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Ngọc Lan. Dạ. Em chào em gái người bên. Em tên Hoạch. Vỡ kế hoạch. Vỡ kế hoạch. Dễ nhớ quá. Dạ. Vụ này nhiều người bị hoài đó. Hoạch đang ở đâu? Quê gốc ở ngoài Bắc nhưng mà sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng. Lâm Đồng. Sống ở Sài Gòn. Hiện nay Hoạch đang làm gì? Em đang điều hành một công ty nhỏ xây dựng của em. À, em cho nhà gái biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi Hoạch. Nhà điểm mạnh của em thì nói chung là hiền, trung thực với hay giúp đỡ người khác. Nói chung là có trách nhiệm với gia đình. Nói chung là sống tình cảm. Thứ hai nữa là em biết nấu ăn, không hút thuốc. Nhậu thì cũng có nhậu, nhưng tại vì tính chất công việc em phải giao lưu. Xây dựng là nhậu hơi nhiều ha. Nhưng mà cũng không quê tha, tuần một bữa hoặc là cùng năm là hai thôi. Em thì cũng có hai bằng thôi, nhưng mà đại học. Mình vô ưu điểm khuyết điểm nhà gái thì mình chưa hỏi luôn. Nhà gái ưu điểm khuyết điểm thế nào? Thì về ưu điểm của em thì em hòa đồng. Nói chung là về cái kỹ năng mà hướng nội hướng ngoại á, thì em có khả năng cân bằng được hết. Với lại em thì nấu ăn thì nói chung là cũng không thường nặng giỏi lắm, chứ nói chung là về món khó thì mình vẫn là có thể làm được. Tại từ nhỏ thì mẹ em đã dạy em nấu ăn từ năm lớp 2 rồi. Và mình phải biết cách tự lập cho bản thân mình. Em thích thì du lịch bụi. Với lại em thích môn thể thao là môn bắn súng. Dạ. Trời ơi. Cảm giác mạnh ha. Đi bắn súng bắn có trúng nhiều không? Em bắn đạn thật luôn chị. Em bắn đạn thật luôn chị. Chuẩn kỹ thao trường đó đúng dạ, không? Dạ dạ dạ. Em bắn 10 viên thì trúng luôn hạ mục tiêu. Dạ. Trời ơi, hay quá. Dạ. Mình thích hình ảnh các cô gái cầm cái súng lắm nha. Xuất sắc luôn. Khuyết điểm của em á thì thứ nhất là em hơi khó tính. Khó tính ở đây tức nghĩa là bản thân em làm một chuyện gì thì em phải có một cái kế hoạch. Tức là mình nhìn nhận một vấn đề thì mình phải biết nó lường trước cả từ cái mục tiêu, phương pháp, nội dung và dự đoán luôn cả kết quả luôn. Cho nên mình đòi hỏi rất là kỹ. Em thấy thường mấy bạn nữ á hay nói chuyện nhỏ nhẹ lắm. Và bản thân em thì em không nói chuyện nhỏ nhẹ mà cái kiểu giống như là thùy mị lắm. Em thì nói chuyện là có ngữ điệu chút xíu. Dạ, em xin hết rồi. Không tốt mà. Nói dạ, chuyện nghe hay mà. Rồi em trai, đường tình duyên mình sao rồi? Em chào anh. Dạ chào chị. Đó, đường tình duyên sao kể cho bà mối bà nghe đi. Chào anh. Tại đợt đại học thì em cũng có quen một bạn, bố mẹ bạn đó là nghĩ trai bác ấy, là ra trưởng. Thực sự thì em không có ra trưởng gì. Cái lý do đó thì không có phải là cái gì, nhưng mà em thì cũng bạn gái đó tự dừng thôi. Tự dừng lại. Dạ. Yêu nhau được mấy năm? Không, lúc đấy mới được mấy tháng thôi. Mới mấy tháng thôi hả? Còn mối thứ hai thì em nói chung quen cũng từ văn bằng 2 đại học luật. Mà từ 24 em cũng mới kết thúc được gần năm. Cũng tính tới hôn nhân rồi. Nhưng mà do gia đình bạn gái có một vấn đề chuyện riêng không giải quyết được. Yeah. Thì bạn phải về, tức là về Bắc để nuôi hai đứa cháu. Cũng còn mẹ già nữa nên là bạn về nó. Tức là bạn phải hy sinh cái hạnh phúc riêng để lo cho gia đình. Thế sao anh không cùng với cô ấy để cùng lo cho gia đình của cô ấy? Có nói bạn ấy là tức là vẫn mẹ bệnh hoặc là gì mình vẫn về chăm sóc bình thường, có thể 1-2 năm bình thường. Bạn cứ nghĩ là giống như là mình kết hôn rồi mà giữa đường để đứt gánh cũng tội em, với nói chung là cũng có nỗi với gia đình em. Giống như bạn bây giờ bạn sợ mẹ em buồn này nọ thì nói chung tức là hai anh chị rất là yêu nhau nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình cho nên là phải xa nhau. Dạ dạ rồi
Lâm nhắc đi lại mà vẫn rất là xúc động á. À, thôi coi như mình không có duyên nhau đi, mình động viên vậy cho nó đơn giản ha. Nói chung tụi em lớn rồi thì cũng xác định được là mà bây giờ không quen nữa thì cũng vẫn là bạn. Rồi có gì vẫn chia sẻ. Rồi sao đăng ký chương trình này? Đăng ký chương trình này thì nó thật là với chương trình là bạn gái em đăng ký. Bạn gái em đăng ký. Bạn gái em đăng ký luôn hả? Dạ, bạn cũng lo cho hạnh phúc của em. Sao hồi hơi thấy thương không? Thôi xóa chuyện buồn đúng đi đi. Đúng rồi, mình khép lên. Lại đi anh. Khép lại đi. Dạ. Dạ. Một lịch sử tình yêu nó đẹp nhưng mà nó không tới đâu tới trơn á. Bây giờ mình nói chuyện mới đi. Bây giờ em muốn tìm người yêu thế nào nè? Em cũng ít chi tiêu lắm. Dạ. Nhưng mà cũng năm nay ý như vậy. Thứ nhất là cái anh đó thì phải, thứ nhất là phải chân thành. Chân thành, ảnh bây giờ chân thành rồi đó. Phải biết lắng nghe, biết chia sẻ. Anh có chia sẻ, có nghe. Cũng không có nhậu, không hút thuốc. Nhậu vừa thôi, nhưng mà đừng nhậu nhiều quá. Đây nhậu tăng 1, tăng 2 thôi. Dạ, cái chắc đợt 1, đợt 2. Vì công việc mà làm xây dựng là hay nhậu lắm. Gọi là quan hệ khách hàng. Dạ, dạ, dạ. Em không thích là một người đàn ông mà thích khoe khoang. Hôm nay là gọi là nổ á. Ngoại hình thì cũng ưa nhìn một chút xíu. Dạ, yên, dạ. Yên tâm, ưa nhìn, nhìn là thấy. Dạ, với lại cái trình độ thì cũng phải từ đại học trở lên. Đi đại học. Dạ, dạ. Đại học lên, học văn bằng 2 luôn đó. Dạ, em cũng đang học văn bằng 2. Ừ. Lan thấy những tiêu chí mà bạn đưa ra là bên đó là đáp ứng được hết. Đáp ứng hết á. Dạ. Chỉ đường tình duyên nó lâm ly bi đát quá thôi. Em cũng thấy anh cũng chia sẻ, nó cũng lâm ly bi đát thì em. Dạ. Nhưng mà em có một cái quan ngại ở chỗ là hai anh chị mình chia tay bởi vì hoàn cảnh. Chứ không phải là, chứ là quan trọng là cái tình cảm mình còn hay không. Ừ. Dạ. Mà đi thì là ai là cái bạn gái để đăng ký cho anh đi cùng tham gia. Dạ. Em cũng chỉ quan ngại vấn đề đó thôi. Đâu có gì đâu quan ngại đâu. Dạ, tình cảm còn không? Người ta bây giờ là tri kỷ. Đúng rồi. À, hơn cả cái tình yêu nữa. Người ta đăng ký tham gia tức là tri kỷ rồi đó. Dạ, vậy là tình cảm nó phải quý đúng không? Quý đó, đó là lắm tình cảm trân quý. Và bản thân em sau này nếu mà em ngày hôm nay hai người có bấm nút với nhau thì em cũng phải trân trọng cái tình cảm đó. Dạ, dạ, dạ. Rồi, em trai muốn một cái mẫu hình lý tưởng thế nào? Em thì chỉ cần bạn gái lấy phép thì tôn trọng người lớn. Dễ tôn quá. Trọng gia đình hai bên. Thứ hai là nói chung là cũng sống thực tế một chút, không ảo quá. Sống ảo quá không được đúng không? Dạ. Bây giờ mình hỏi người thân xong cho gặp mặt đi. Cô gái đi với ai? Dạ, em đi với anh và chị đồng nghiệp của em. Hai anh chị rất là yêu quý. Dạ. Chào nhà gái. Chào nhà gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chào chị Ngọc Lan. Dạ, em xin chào bên đàn trai. Tính của Yến thì rất là thẳng. Yến khi mà làm việc thì rất là có trách nhiệm. Ngoài ra thì Yến cũng rất là thích đi phượt. Dạ, thì bên đây thì chị thấy bạn trai này thì cũng chín chắn, thấy cũng được. Chị nghĩ là em nên tạo cơ hội để cho hai em nên bấm chuông để có cơ hội để làm quen với nhau. À. Cảm ơn nhà gái. Không hợp thì tháo cắt cái chuông luôn ha. Đi với ai vậy? Em đi với bạn thân từ phổ thông học đại học luôn. Bạn thân của Hoạch đó hả? Dạ, với đồng nghiệp. Dạ, em dạ, xin chào anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan. Xin chào anh gái cùng toàn thể các anh chị có mặt trên trường quay hôm nay. Xin tự giới thiệu, em là Phương, em là bạn thân của Hoạch. Thì Hoạch đó, thì phải nói là một người rất là thành thật. Tức là bạn đã trải qua rất là nhiều giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, nhưng mà bạn cũng đã vượt qua được hết. Riêng bạn gái đây thì bạn có một cái động lực rất là lớn, tức là cái nội lực bên trong á. Với thứ hai nữa là mà rất là hòa đồng, thì em cũng rất là hy vọng sau khi mà hai bạn mà gặp mặt trực tiếp á, thì cho dù có một cái rung động rất là nhỏ thì cũng mong hai bạn bấm chuông để mình có một cái cơ hội mình tiến xa hơn trong cái thời gian sắp tới. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn. Cảm ơn hai bên. Thôi bây giờ mình trả lại không gian cho hai bạn đi. Bây giờ bắt đầu giây phút quan trọng nè. Hồi hộp chờ đợi nè. Mở rào. Mở rào. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, em cũng có món quà nhỏ thì em cũng gửi tặng anh. Em thì người thiết thực lắm cho nên em tặng anh cái ví. Và trong cái ví đó thì em có bỏ tiền. Và tiền như đó nó cũng có ý nghĩa. Nói chung là hôm nay là cái ý nghĩa là 100 năm hạnh phúc. Dạ, cái này là được tư vấn từ anh đồng nghiệp của tàu ở trong đơn vị của em. Chứ em không biết vụ này. Đúng rồi, tặng bóp thì phải bỏ tiền vô đó. Dạ, em, dạ. Học trà thì nói chung là mong em luôn tươi trẻ, vui vẻ với tràn đầy sinh lực để có một cuộc sống hạnh phúc. Dạ, em rất thích uống trà. Cảm ơn anh rất nhiều. Trà này trà rất tốt. Dạ. Rồi,
hai bạn cứ ngồi đối diện với nhau, trao đổi thoải mái để hiểu nhau và đưa đến quyết định nha. Mời hai bạn. Em gặp anh, thấy anh cảm nhận về anh thế nào? Em thấy anh cũng được, dạ. Nhưng mà em cảm nhận hơi hướng là anh là người sống về nội tâm hơi nhiều, có đúng cảm rồi, xúc. Đúng dạ, cái tính của anh á, năm nay thì nó cũng hơi giống em. Em thì bề ngoài thì vui, nhưng mà trong đó thì em thì sống nội tâm. Em rất để ý những chuyện nhỏ nhặt. Dạ, thì em cũng trải qua hai mối tình rồi. Dạ, cho nên quan trọng là khi mình thương người nào thì mình sẽ để ý người đó, là từng cái nhỏ nhặt để mình thể hiện sự quan tâm. Mình nói mà không khéo lắm, nhưng mà anh dạ. hay thể hiện qua cái hành động, cái công việc cụ thể. Chứ là mình nói nhiều nhưng mà không làm được thì cũng nó cũng đâu hay, đúng dạ, không? Dạ, tại dân kỹ thuật như nhau mình biết mà. Mình chỉ nói thôi, nói ít thôi, mình làm nhiều, đúng không ạ? À? Dạ. Thời gian rảnh thường anh làm gì anh? Anh làm việc, anh hay ra quán cà phê anh làm việc. Dạ. Anh cũng thích đi phượt, đi tay côn, xe côn ấy, nên là anh... À, dạ, dạ. Tại vì tính chất công việc của mình đi xa, nên là anh phải đi xe đó cho an toàn thôi. Quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên, mọi người suy nghĩ thế nào, nói cho nhau nghe đi. Em thì... nói chung là khi mình có tuổi rồi, mình cũng không có dám quan điểm hôn nhân, mình cũng hãy hạ giá anh xuống chút anh. Tức cái là người đó phải biết quan tâm, chia sẻ, lắng nghe và đồng quan điểm. Thì quan điểm của em thì cũng giống suy nghĩ của anh. Dạ. Bây giờ nếu như mình lỡ mình lấy nhau luôn. Mình lỡ. Thì mình ở đâu, mình làm cái gì, một kế hoạch nào đó, em trai đi. Cái công việc của anh thì cũng ở Sài Gòn, Bình Dương thôi. Cũng đầu tư một ít bất động sản, nhưng mà tức là không có ở Sài Gòn, mà anh muốn ra vùng ven, ví dụ như Di An, Thủ Đức, hoặc là chỗ nào đó nó rộng rãi một chút. Thì thôi về quận 7 ở luôn đi. Em đi làm nó tiện. Quận 7 được không? Ở rể được không? Quận 7 đang ở với ai? Dạ em ở với ba mẹ ạ. Với ai nữa? Dạ em gái. À, dạ. Vậy là khỏe rồi. Ở hỏi có làm rễ được không? Đúng rồi đó. Cho đất ở riêng thì ẩn đường ở rễ. Ở rễ thì cũng tội nghiệp anh lắm. Dễ thương rồi quá. Rồi, cảm ơn cái đây. Mẹ em ở Lâm Đồng hả? Dạ vâng mẹ. Vợ ở chỗ nào là chỗ nào? Dạ Bảo Lộc. Bảo Lộc, ngay thành phố Bảo Lộc không? Vâng. Trời ơi, anh cũng đang đầu tư bất động sản nữa mà bán được đất gom vậy, ba mua quận 7 cũng được. 7 giờ giá nó cũng... Không mua nổi rồi. Cũng khá lắm. Không, giá quận 7 giờ không bằng Bảo Lộc đâu. Thì không, chưa chắc à. Nắm hai tay nhìn đối diện lẫn nhau. Đó. Nắm hai tay nè. Đó. Đến với chương trình này thì nói chung là anh thì cũng không khéo ăn nói. Nhưng mà mình đến đây có một cái duyên rồi. Thì em cho hãy cho anh suy xét anh một cái nợ để anh được chăm sóc, che chở và bảo vệ. Dạ. Em gái thấy sao? Dạ mới lạ lạ, nó chưa quen. Dạ nhưng mà cũng thấy dễ mến, tức là anh cũng thành thật. Dạ. Cảm ơn, cảm ơn. Yeah. Rồi, thôi về vị trí đi các bạn. Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, giặt giũ thả ga. Hai bạn đủ để đưa ra quyết định chính xác. Cái nút bấm đó coi đơn giản vậy thôi, không phải như vậy đâu. Nút bấm đó nhiều người đã lấy nhau, cũng cái nút bấm đó mà nhiều người đang hạnh phúc. Bấm với không quyền của các bạn nha. Hai bạn quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi, nắm tay nhau nào. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Một nụ hôn đầu tiên. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc. Chương trình gửi tặng bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn bếp điện từ Toshiba IC20S1BV, mặt kính cao cấp Hegon của Đức, có khả năng chịu lực và chịu nhiệt tốt. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn EMC, chịu lực 150kg, chịu nhiệt 600 độ C, hẹn giờ nóng tiện lợi, an toàn khi sử dụng, điều khiển cảm ứng, thông minh nhanh nhạy, mâm nhiệt cao cấp, hiệu suất cao, thiết kế chống thấm hoàn hảo, tặng nồi lẩu inox cao cấp 2 lớp. Hura là nhãn
nhãn hiệu bánh bông lan từ BBK được làm từ các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, sữa thật, trứng tươi, có thể thay thế bữa ăn sáng và bữa ăn phụ mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng cho một ngày dài năng động. Bánh bông lan Hura làm từ trứng. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn Nguyễn Linh. Cảm ơn. Mỹ luôn. Gì nữa? Cái hình mẫu của em thì cái giống như diễn viên Lê Vela vậy. Trời ơi, trời ơi. Tròn mập mập. Và ngay bây giờ thì chúng ta phải đến với phần trò chuyện, với phần hẹn hò trước đã. Một chút xíu nữa mới tới bữa ăn quý vị nha. Anh trai đã ngồi đây rồi, Tường sẽ ra bên ngoài đưa bạn gái của ta vào và bắt đầu câu chuyện hẹn hò ngày hôm nay. Rồi, mời em gái. Em cảm ơn chị. Rồi, mình tháo mở mặt nạ ra đi hai anh chị ơi, hai bạn ơi. Rồi, hello cưng. Rồi, đẹp gái. Rồi, bây giờ mời anh trai giới thiệu trước về thông tin của mình nè, mời em. Xin chào quý khán giả chương trình và xin chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Trung Tính, em năm nay 33 tuổi, làm việc sinh sống tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Mỹ Tho, Tiền Giang, đang làm việc gì với Tiền Giang? Em làm cơ khí đóng xà lan chị. Ồ, đóng xà lan, mình làm công ty hay là mình làm... Dạ, em làm công ty gia đình. Làm công ty gia đình luôn. Dạ. Em làm cái vai trò gì trong cái công ty đó? Em làm bên lắp ráp với lại bảo trì máy móc với sửa chữa nhà xưởng. À, là mình có nghề đúng không em? Dạ. Rồi, mời em. Dạ, nhà, chào quý vị khán giả. Em chào chị Cát Tường. Chào em. Chào bạn bên kia. Em tên là Lê Hoàng Bích Vân. Em năm nay 35 tuổi. Em hiện là công nhân vận hành máy của công xí nghiệp bao bì Lixin. Em đang làm ở dưới Long An. Long An, dạ. Người Tiền Giang, người Long An. Ồ, gần xịt mà đúng không? 30 cây chị. 30 cây, nhiều khi nó ráp danh luôn á. Hỏi thử coi coi là ở đây là Long An ở khúc nào và Tiền Giang ở cái đoạn nào. Nhiều khi nó ráp danh nhau luôn đúng không? Dạ. Em ở khu công nghiệp Tân Đức à. Biết không em? Cách em bao xa? Khoảng 35 cây. 35 cây, dễ ẹt ha. Dạ. Và thí dụ hai đứa yêu nhau bao lâu gặp nhau được một lần? Thì em thì công việc của em thì chủ nhật em được nghỉ. Rồi. Ví dụ như có nhiều công việc thì chủ nhật có tăng ca này kia thì. Ừ. Rồi, vậy là coi như gần tháng tuần gặp nhau được có ngày chủ nhật thôi. Tháng 4 lần cũng nhiều. Tháng 4 lần là nhiều rồi đó hả? Dạ. Em thấy sao em, nếu mà yêu xa xôi vậy thì giờ ảnh bận quá em xuống thăm ảnh được không? Dạ được. À, theo như em thì một tuần một tháng gặp nhau 4 lần vậy là nhiều hay ít hay cũng vừa? Dạ vừa rồi chị. Vừa đó hả? Dạ, tại em cũng làm trong tuần cũng không có rảnh. Em cũng chỉ rảnh chủ nhật thôi. Dạ. Rồi vậy thôi, yêu nhau rồi sắp xếp ha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Thì điểm mạnh của em là trong công việc thì em siêng năng, làm việc thì có chí cầu tiến. Thì sếp giao công việc nào thì hoàn thành công việc đó. Năng nổ trong công việc. Công việc thì đối với em thì không có gì khó, chỉ có sợ mình công việc quá khó thì nhờ người khác phụ bỏ qua. Bỏ qua chứ không có bỏ chị. Rồi. Là ưu điểm thì nấu ăn ngon. Wow. Biết nấu ăn thì ghê vậy đó hả? Dạ. Đóng xà lan rồi mà còn biết nấu ăn ngon nữa. Thì đó, gia đình mẹ mất sớm nên ba anh em tự bươn chải rồi nó cũng lăn lộn vô bếp rồi cũng biết nấu ăn. Rồi. Nấu ngon nhất là món gì? Đó giờ món gì nấu em khen chưa biết món nào ngon nhất vậy. Yeah. Rồi còn gì nữa, ưu điểm gì nữa? Thì em cũng có thể giao lưu văn nghệ này kia. Làm thử một câu đi chứ giờ nấu ăn ở đây mình không thử được đúng không em? Yeah. Hát là được nè, mời em. Em thì thường về quê ngoại thì cũng hát nhạc miền quê nên xin gửi chương trình bài về quê ngoại. Rồi mời em. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắm lơ, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi, nơi anh chào đời ngoài ru bùi ngùi, bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi. Hết rồi hả? Trời ơi, đang hay mà làm cục hứng ghê luôn vậy đó. Thôi nói hát biết hát mà hát vậy có nghĩa là nấu ăn được đó. Dạ ha, mình tin ha. Rồi còn em, ưu điểm khuyết điểm em là gì nè? Dạ em siêng năng, cần cù, chăm chỉ. Trong việc làm, khuyết điểm của em không biết nấu ăn. Trời đất ơi, vậy chứ hồi đó giờ ai nấu cho em ăn? Dạ mẹ em nấu. Mẹ nấu? Ủa mẹ không có chỉ cho nấu gì hết trơn rồi mới mốt dạ, lấy chồng phải. Rồi sao? Mấy món đơn giản em biết nấu. Ví dụ trứng luộc hay gì? Ví dụ món gì biết nấu nè? Canh rau, tôm. Có tôm vô là được rồi, còn gì nữa không? Dạ,
chiên trứng em cũng chiên được. Đúng rồi, rồi vậy được rồi. Thôi cố gắng ha, từ từ mai mốt rồi ví dụ mình có con cái nữa là tự động mà mình muốn làm đồ ăn cho con mình ăn ngon, muốn tự tay mình chế biến rồi từ từ mình cũng lên mạng mình học hỏi cách nấu. Dạ. Đúng không? Rồi còn gì nữa không? Có khuyết điểm gì không? Dạ em hơi nóng tính. Em chỉ có nóng tính thôi. Nóng tính thôi. Dạ. Rồi. Tình trường thì sao? Em có một mối tình duy nhất. Mối tình bao lâu rồi? Cách đây 10 năm rồi. Cách đây 10 năm? Dạ. Quen được bao lâu? Quen được 3 năm. Rồi tại sao chia tay? Anh đó, anh cứ kêu em chờ hoài à. Giống như là... Không chịu cưới? Dạ đúng rồi. Anh đi làm mà anh không chịu lo làm. Rồi em hỏi anh có tính tới chuyện tương lai không? Rồi anh kêu em chờ đi. Rồi em cứ hỏi. Cứ chờ. Chờ xong hỏi xong chờ. Rồi nản quá nghỉ luôn. Dạ. Nếu mà quen nhau được, cảm thấy hợp ý thì bao lâu tiến tới hôn nhân được? Dạ thì em... bây giờ em 35 rồi. Em... càng sớm càng tốt. Ừ, rồi để đó tôi giải quyết. Rồi mình tình trường mình mấy mối tình rồi? Thì cũng trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì cách nay cũng 10 năm rồi chị. Cũng 10 năm luôn, bên đây cũng 10 năm, bên đây cũng 10 năm. Nhưng mà có mối tình thứ hai thì mới đây khoảng 2 năm. Ở đây 2 năm. Cái mối tình 10 năm đó quen được bao lâu? Cũng năm mấy chị. Sao chia tay? Lúc đó thì đi học chung này kia quen rồi. Sau thì ra trường rồi đi học Sài Gòn, em thì quê. Xa mặt cách lòng. Dạ. Rồi cái mối tình sau này ở đâu? Sau thì cũng có Facebook này kia rồi quen trên Facebook. Rồi cũng tìm hiểu nhau, quen nhau được gần 4 năm. Trời ơi, quen cũng lâu quá, 4 năm mà sao không cưới? Cũng gia cảnh gặp trục trặc. Gia cảnh ai trục trặc? Em hay? Bên gia đình bạn nữ. Gia cảnh đó sao mà trục trặc? Thì cũng có con riêng rồi cũng học có chấp nhận em. Ai không chấp nhận em? Bên gia đình. Người ta có con riêng hay là em có con riêng? Bên kia có con riêng mà không chấp nhận em. Dạ. Gì lạ lùng vậy? Nói chung là em cũng không biết lý do rồi. Sau đó rồi em cũng có tìm hiểu một vài người rồi từ từ tình cảm nó nhạt đi rồi. Rồi bây giờ nếu mà có người ưng ý thì bao lâu em tiến tới hôn nhân? Nếu tìm hiểu thì khoảng từ 6 tháng chị. 6 tháng? Dạ. Chuẩn bị mọi thứ để kết hôn chưa? Dạ. Có rồi chị. Có gì đâu, nói nghe thử rồi. Nói chung là đám cưới thì nhà cửa thì em đang... Hiện tại thì em chưa có cất nhà nhưng mà sau này sẽ cất. Sẽ cất là ở riêng? Ở riêng chị. Và ba ai lo? Thì em lo, em út mà. Vậy chứ hiện tại đang ở nhà ai? Đang ở nhà nhưng mà nhà tạm thôi chứ chưa cất nhà. Nhà tạm đó của ai? Của gia đình luôn, của... ở giường chị. À, rồi mốt cất nhà là ở chung với ba luôn, dạ. Đúng không? Dạ. 6 tháng là bắt đầu tính tới chuyện hôn nhân đúng không? Dạ. Yên tâm nha em nha, nhanh gọn lẹ, được. Rồi hình mẫu lý tưởng của em sao? Em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Dạ, em chỉ cần người đó là trung thủy, đừng có gia trưởng và đừng biết hút thuốc. Trời, có hút thuốc không? Bỏ nè. Hả? Bỏ được. Hên quá, mới bỏ cách đây 1 năm, hồi đó ngày hút 3 gói. Mới bỏ 1 năm. Dạ, vậy thôi à? Vậy thôi. Dạ. Uống bia được không? Dạ được. À là chỉ không thích hút thuốc thôi. Dạ. Nhậu nhẹt chút đỉnh được. Dạ. Chứ dưới miền Tây nhậu dữ lắm à. Đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Em có nhậu không? Dạ không, em không biết nhậu. Rồi, rồi hình cao thấp mập ốm sao? Cao hơn em là được. Em rồi. Cao mét mấy? Em có mét 55. Mét 55 được. Này cao mét mấy? 65. Dạ. Rồi tôi đoán hay ghê tiếp. Em không biết nữa. Rồi có mắt mũi miệng tóc tai quần áo gì không? Lịch sự là được rồi. Anh có xăm mình được không? Dạ được. Được luôn hả? Dạ. Trời em dễ dãi quá. Em nói nghe nè. Đưa mượn bàn tay coi. Sao mình đóng thuyền đóng mọc gì mà móng tay dài ngoặt đen chi vậy em? Này là để làm dây điện chị. Hả? Làm dây điện. Làm dây điện mà có móng tay dài để làm gì? Mấy cái thiết bị nhỏ này kia đó. Móc khửi khửi, móc móc vậy đó hả? Trời ơi, đồ có vệ sinh sạch sẽ không vậy? Có. Đi lên đây chài chanh. Vệ sinh sạch sẽ an toàn nha. Dạ. Rồi, mẫu người lý tưởng sao? Muốn kìm người bạn gái như thế nào? Thì mập mập, tròn tròn cũng được. Được, vô, trúng ý luôn. Cái gì nữa? Thì hình mẫu của em thì cái giống như diễn viên Lê Vela vậy. Trời ơi, trời ơi. Tròn, mập mập. Rồi gì nữa? Thì tính tình thì biết quan tâm chia sẻ. Đừng có mà cái kiểu mà son phấn quá. Trang điểm nhẹ sơ ok. Rồi bây giờ đâu đưa hai thấy hai bạn có đem hình theo nè để chị coi coi. Đó, cao 1m65, làm thủy thủ đóng tàu. Bên đây 35 tuổi. Ủa nãy em nói em làm gì chị quên mất tiêu rồi. Em làm công nhân. À làm công nhân. Công nhân mà công nhân về cái gì, vấn đề gì để người ta nhìn ta đoán. Bao bì á. Bao bì rồi đoán đi, do ai giống bao bì á.
Ai? Cô nào? Áo dài xanh này. Xanh này. Lý do sao chọn cô đó? Nghe cái giọng nói đó. Rồi nghe giọng nói đó là cổ luôn hả? Để cầm đi coi lát biết đúng không chứ tôi cũng không biết nữa. Em nghĩ cho anh này. Tại sao chọn anh đó? Đi ảnh trẻ nhất. À, ảnh trẻ nhất hả? Dạ. Ồ, mà nếu anh đó thì em chịu không? Em cũng không biết nữa, em gặp hạnh mới biết. À, nhiều khi trong hình nó khác ở ngoài. Dạ. Đúng không? Dạ, bây giờ đặc biệt lắm, hôm nay chương trình của chúng ta là có gia đình hai bên tham dự. Đáng lẽ là cho các bạn nhìn nhau trước nhưng bây giờ Tường đổi lại. Tường để cho gia đình hai bên gặp nhau trước coi có ưng bụng không. Nói vài lời khích lệ tinh thần hai bạn rồi lúc đó Tường mới cho hai bạn nhìn nhau và tâm sự với nhau. Được không? Dạ. Dạ, con mời gia đình của bên nhà bạn trai ạ. Dạ, mời gia đình bạn gái vào ạ. Dạ, kính thưa quan viên hai họ. Hôm nay là buổi lễ ra mắt của gia đình hai bên. Trước tiên là đây là ba của em đúng không? Dạ. Dạ, còn cô là như thế nào với... Dạ. Dạ, bạn gì với mẹ. Vậy thì ngày hôm nay thì hai cô với chú đến tham gia chương trình. Nãy giờ cũng nghe câu chuyện chia sẻ của hai bạn. Thế thì cô chú có nhận xét như thế nào về bạn gái ngày hôm nay? Và theo như ý cô chú nghĩ thì cặp đôi này có hợp với nhau hay không? Có nên bấm nút với nhau hay không ạ? Con mời chú trước đi ạ. Chú là ba là chú cho ý kiến trước. Chú có yêu cầu gì về con dâu không ạ? Kính thưa Ngọc Tường với cô Cát Tường, thì tôi có ý kiến nãy giờ tôi nghe hết ráo rồi. Dạ. Thì giờ hai cháu nó thuận với nhau thì tôi chấp nhận, không có cái gì khác. Dạ. Nhưng mà cái tánh quanh này thì nó phải nóng. Như con tôi nó chịu hết. Nó nóng, nóng lắm nhưng mà nó nhịn. Nhịn rồi chút xíu nó chịu. Dạ. Tánh nó vậy. Dạ. Rồi vấn đề tiến tới hôn nhân thì tính đó rồi trong vòng năm nay. Nếu mà mình có cháu quanh chị gái có thấy vậy nhanh không? Hay là muốn đợi chuyện nào nó tùy nữa. Dạ. Vậy bác nghĩ là cặp đôi này được không? Nên bấm nút không bác? Được. 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 Dạ. Dạ, con cảm ơn. Bác ủng hộ hay bác ha? Rồi, được. Dạ, bây giờ đến bên họ nhà gái ạ. Dạ. Trời ơi, hai dì giống nhau quá. Dạ. Hai chị em hả? Dạ. Dạ, dì là mẹ của mẹ của Quang. Bé Vân. À, mẹ bé Vân. Dạ, dạ. Thế hôm nay dì cảm coi như là chào Cát Tường. Dạ. Chào tất cả mọi người trong trường quay. Coi như là mình thấy đến đây là thấy cho hai cháu nó được tìm hiểu nhau. Dạ. Rồi thế thí dụ như mà tìm hiểu mà cặn kẽ mà kết hợp được thì cũng nên tiến tới. Dạ. Đó. Thế hồi nãy bên nhà trai bác trai có nói ví dụ như trong năm nay mà nếu đôi trẻ ưng bụng thì là bác sẵn sàng, dì sẵn sàng gả chưa? Dạ sẵn sàng luôn. Sẵn sàng. Dì có yêu cầu có nhận xét gì vài câu với coi như anh trai để tương lai, biết trong được tương lai, coi như tương lai đi. Dạ. Thì nhưng mà mới cái tuổi 32 thì rất là chứng chạc. 33 rồi, à, 33. Nhỏ hơn là 2 tuổi. À. Nhỏ hơn là gì cũng ngại. Nhưng mà rất là chứng chạc đó, cũng là tốt rồi. Nhất trai lên 2, nhất trai hơn 1. Và nếu mà hai bên gia đình đã đồng thuận thì con nghĩ chắc là đại diện xu gia hai bên nên bắt tay chào hỏi nhau. Biết đâu sau này mình làm suối thiệt. Dạ. Chào anh ạ. Chào chị. Dạ, cảm ơn gia đình hai bên ạ. À. Dạ. Rồi cho tiếp tục đôi trẻ tìm hiểu nhau ạ. À. Dạ, cảm ơn bác. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ. Kính thưa quý vị, đáng lẽ đôi trẻ phải đứng lên chào các bậc phụ huynh nhưng mà Tường không có cho, tại đứng lên là lộ bí mật, đứng lên là nhìn thấy nhau hết, chứ không phải là người ta vô phép đâu ạ. Chị Tường đứng lên chào đại diện được rồi. Bây giờ mời hai bạn nhìn vào cánh cửa trái tim, đây là lúc quan trọng nhất nha. Đó, để xem mình có thật sự là của nhau hay không ở cái nhìn đầu tiên. Xin mời cả nhà. Chào. Nhất gái lớn hai, dì trai lớn một, tặng đi. Đây cái may mắn hả? À, chúc anh mọi việc đều gặp nhiều may mắn. Đây anh cũng có món quà gửi thằng em, này là cái món cây xương rồng anh tự trồng. Tự trồng? Dạ. Cảm ơn anh. Nó gai góc thì nó cuộc sống thì lúc nào nó cũng gai góc. Thì hy vọng là sau này trong cuộc sống những gai góc, những chiếc buồn vui trong cuộc sống có anh chia sẻ cùng em. Rồi xuống nha hai bạn. Rồi cái màn mà mở cửa trái tim mà tặng quà cũng thấy trùng khớp với nhau nữa. Cả hai cùng tặng cây cho nhau, cùng ý thích mai mốt về chăm sóc cây cỏ trong nhà nha. Những gì nãy nói nhớ nha. Sao có chút xao xuyến gì chưa? Có gì chưa? Em biết đâu mà đỏ mặt. Sao đổ mồ hôi vậy? Chị Tường sẽ dành cho các bạn ít phút để trò chuyện riêng tư với nhau, để cho các bạn tìm kiếm một cái chút cảm xúc. Rồi có gì khó khăn chị Tường sẽ quay trở lại hỗ trợ. Bây giờ xin mời hai bạn thoải mái lên, thư giãn buổi trưa. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Phiêu Mượt.
đây là món ăn sashimi của nhà hàng Phiêu Mường nha. Hồi xưa giờ mình ăn cái món ăn này chưa? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Hôm nay vừa có bạn gái vừa trải nghiệm món ăn ngon. Bạn này chưa ăn, chắc em cũng chưa luôn đúng không? Dạ. Ở dưới quê mình hình như chưa có nhà hàng những cái món này đúng không? Dạ. À, mời các bạn thưởng thức ha. Đây là cái món sashimi giống như là nó là dạng đồ sống á. Dạ. Của Nhật ha. Mình ăn thử cho xem như thế nào nha. Dạ. Rồi vừa ăn vừa thoải mái trò chuyện tâm tịch sự với nhau. Rồi mời hai em ngon miệng. Ăn đi cưng. Mời em. Thì nếu mà quen thì anh lên năm em một lần hả? Dù như công việc nó ổn định thì em rảnh giờ nào lên giờ đó không được. Em đó làm ở Long An nhưng mà nhà em là trên thành phố Hồ Chí Minh chứ em không phải ở dưới Long An. Thì dù một tuần hai tuần thì em chạy lên chơi cà phê áo này kia kim gì ok. Dù như rảnh thì mời em với gia đình xuống nhà chơi cũng được. Ở dưới nhà anh có trồng cây gì không? Có, nhưng mà đang mùa này mùa hạn đó rồi cây trái nó không được xum xuê lắm. Nó khô cằn, tại vườn cũng mới cải tạo lên nên nó không có được nhiều cây trái. Dạ. Nhà thì cũng có trồng bưởi, mít, dạ, với dừa. Chắc cỡ 2 năm nữa nó mới được đẹp như vườn lâu năm. Dạ. Mới có thích làm vườn không? Em thích ăn trái cây mà. Em thích là phải làm nha. Đúng rồi. Phải có ăn rồi phải có làm mới có ăn chứ. Trời ơi, cái gì mà tôi cho thời gian nói chuyện có nhiều cặp đôi hả, nói hoài không hết chuyện. Mà ông nói chuyện mà ông nhìn ra ngoài ông cầu cứu tôi hoài, gật rủ tôi vô phải không? Ông rồi cảm thấy chia sẻ nhau vừa đủ để đủ rồi đó, vừa đủ luôn, hiểu chưa? Rồi đã hỏi cổ là bây giờ là cái chuyện hẹn hò sao chưa? Dạ rồi. Là đi xuống sao giờ rất là biết nhà cửa cổ chưa? Dạ thì sau chương trình thì có. Sau chương trình có luôn, tự tin là cổ bấm nút luôn hả? Dạ. Hay quá, tự tin, được. Quan điểm hôn nhân tình yêu của em là như thế nào? Nói chung là yêu chân thành thì tiến tới hôn nhân thôi. Tiến tới hôn nhân luôn. Theo em nghĩ dù hai vợ chồng mà lấy nhau là mình cần phải yêu trước cái đã rồi mình mới lấy, hay là mình cứ thấy ưng bụng mình thấy được mình lấy về rồi tình yêu từ từ mình bồi đắp? Từ từ bồi đắp cũng được chị, tại vì tình yêu nó xuất phát từ cái va chạm cuộc sống chứ không phải là va chạm từ cái ánh mắt nhìn đầu tiên. Còn quan điểm của em thì sao? Yêu rồi mới lấy hay là cũng có thể thấy ưng bụng thấy được mọi thứ bằng cái lý trí, thấy người này ok rồi lấy, từ từ yêu sau cũng được, hay là phải bằng cảm xúc yêu cái đã rồi mới lấy? Em thì thiên về cái sau nhiều hơn. Là phải yêu cái đã dạ, mới lấy. Đúng rồi. Nhưng mà em cũng giống như mà, tại vì em làm cũng rất là bận á, nên em cũng nghĩ là nên là lấy nhau rồi hai người mà dạng như có va chạm trong cuộc sống rồi á, bắt đầu yêu từ từ cũng được. Mê trai nữa. Mới nghe ông này ông nói câu đó nói lại y chang luôn. Thiệt chán ghê sợ luôn á. Trời ơi em ế quá mà chứ. Em mà cứ vậy hoài, từ từ ngồi yên đó tôi gả cho. Cứ nói ế hoài nhà trai người ta lên giá thiệt tình luôn. Liêm sĩ gì tầm này nữa. Liêm sĩ gì tầm này nữa hả? Không luôn em, mà em có hứa em hốt người ta không? Mà em nói người ta liêm sĩ gì tầm này. Trời ơi con gái người ta phải có sĩ diện chứ, để đó tôi làm giá tôi bán cho. Dạ. Rồi bóc đi em. Đưa một tấm, đưa một lá. Em màu xanh hay màu đỏ? Em thích màu nào cũng được hết trơn á. Em màu gì thì bên đây màu ngược lại. Rồi đọc lên. Bạn trai đọc trước đi. Bạn nam hãy thuyết phục bạn gái để được hôn và 3 điểm bất kỳ trên cơ thể. Vô, mời em bước qua lời quá, tham gia chương trình lời quá trời ở ngoài. Má bạn gái vỗ tay quá trời, bước qua liền mạnh mẽ lên nè. Mẹ ơi. Rồi con em đọc câu em lên chị nghe coi. Dạ. Nếu phát hiện bạn trai đi vào khách sạn cùng một cô gái lạ thì bạn nữ sẽ xử lý như thế nào? Trời ơi thôi cái này suy nghĩ đi, cho xử lý. Cho bạn gái xử lý trước đi. Rồi bạn gái xử lý trước. Em đang phát hiện chồng em vô khách sạn với một người khác, lúc đó em xử lý như thế nào? Em sẽ vô gặp ảnh em hỏi. Ai cho em vô khách sạn? Tại vì em đã biết là ảnh ở trong đó rồi. Rồi em làm sao, em nói sao để em vô? Bây giờ chị là chủ khách sạn nè. Ủa cô đi đâu vậy cô? Em nói là dạ em có. Có ai? Anh chồng ở trong khách sạn. Anh chồng trong khách sạn chắc chủ không cho em cho vô á. Không thì em ngồi em chờ ảnh. Ngồi chờ ở đâu? Chờ khách sạn chờ luôn. Ngay khách rồi, sạn. Bây giờ cho đặt cái trường hợp là người ta không cho em lên khách sạn. Ừ. Nha, em ngồi ngoài rồi, em ngồi ngay cửa khách sạn. Rồi anh này anh đâu có biết gì đâu. Ảnh đi xuống ba người chạm mặt nhau em làm gì? Em hỏi ảnh. Hỏi sao? Hỏi đi. Hỏi đi anh trả lời nè. Đây là tôi với ảnh nè, đó ba người ra nè. Tôi đi với ảnh trong khách sạn mới ra nè, đó. Rồi hỏi đi. Anh còn yêu em không? Trớ trêu quá chị. Trớ trêu quá, trả lời đi, vợ em mà trời ơi.
Nếu mà yêu, nếu mà em đã có vợ rồi thì em sẽ không bao giờ đi với người khác trong khách sạn. À, nếu em có vợ rồi em không có đi, cho nên cảnh này không có, không có xảy ra. Chắc không? Chắc. Chắc. Nhưng mà họ chị hỏi em nghe nè, có nhiều người ta, người giả tỷ gì khúc đó em lên em hỏi vậy rồi người ta trả lời là hay là người ta vẫn nắm tay cái người bạn gái đó của người ta thì đó em, lúc đó em quyết định luôn. Em quyết định sao? Dạ, quyết định chia tay. Em dứt khoát, em không có dây dưa. Chị thích em mạnh mẽ. Dạ. Dù sao cũng phải cho mình một cái kết quả. Đúng rồi. Đúng không em? Dạ. Thà đau một lần rồi thôi. Đúng. Nhưng chúc mừng em, chồng em không bao giờ làm vậy. Nha. Dạ. Vô. Bạn nam hãy thuyết phục bạn gái để được hôn vào 3 điểm bất kỳ trên cơ thể cô gái. Đừng có nghĩ đen tối quá. 3 điểm bất kỳ, đừng có nghĩ đen tối quá. Mời em qua. Nói sao đó nói. Cô từ từ, cô giữ giá cho tôi nha. Tiến tới, nói gì nói đi. Anh đã thì hồi đó giờ chưa quỳ trước mặt ai. Nhưng mà hôm nay đến chương trình anh xin quỳ trước mặt em và anh có món quà tặng em. Sao em dám nhận? Cái này thiệt luôn á chứ, cái này không phải trò chơi chương trình. Chị Tương, sao vậy? Sao em dám nhận? Tùy em thôi. Chị đâu có biết, cái này chị cũng bất ngờ ngoài chương trình mà. Em nhận trước đi em, đeo sao? Rồi, rồi em nghe lời anh, để em nhận trước. Rồi em cảm ơn anh. Vậy được không nhá? Mới nói gì vậy? Tôi hồi hộp, tôi không nghe luôn. Anh nói em nhận rồi là anh được quyền hôn rồi. À, rồi. Ờ. Rồi anh hôn đâu cũng được. Rồi. Tôi nói rồi, tôi nói để nó từ từ thiệt. Rồi, ba chỗ mới hôn tay phải không? Một cái lòng bàn tay. Đừng có chỉ điểm. Anh ngại mà. Hai chỗ. Ai cho em không bán. Trời ơi. Dì cũng đừng có bức xúc quá. Thôi kệ nha dì nha, con gả luôn nha dì. Được không dì? Chứ nhẫn người ta cũng lấy luôn rồi, má tự đưa cho hôn luôn rồi dì ơi. Thôi rồi, xong rồi. Được chưa? Về chỗ. Được rồi. Rồi bây giờ về ngồi nói tôi nghe cái vụ chiếc nhẫn này là làm sao nè. Bây giờ trò chơi của chương trình là kết thúc nè. Nhưng bây giờ quay lại cái vấn đề chiếc nhẫn là làm sao. Nói cho anh nghe rõ ràng coi. Chiếc nhẫn này ở đâu ra vậy? Một người bạn làm bên nghề kim hoàn làm tặng. Nhưng mà hôm nay em chủ đích đem đến chương trình. Mà em định là gặp ai em cũng tặng. Không. Hay là gặp đúng người gặp em muốn em mới tặng. Mới tặng chị. Là nãy giờ em thấy đúng rồi đó hả? Tặng cái chiếc nhẫn nó có ý nghĩa gì? Em nói rõ với cổ. Thì muốn đeo chiếc nhẫn thôi, là chiếc nhẫn cưới. Nhưng mà chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn đầu tiên tặng cho người con gái anh thôi. Đây là chiếc nhẫn gọi là tỏ tình. Dạ. Đúng chưa? À. Tại vì em muốn lần quỳ gối trước mặt người bạn gái là lần cuối cùng. Tại đó giờ em chưa quỳ gối trước mặt ai hết. À, có nghĩa là sau này nếu mà tặng chiếc nhẫn kết hôn là không có quỳ nữa. Đứng. À, chỉ có quỳ một lần. Này là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Là tỏ tình. Và tỏ tình mà nếu em đồng ý là sẽ tiến tới kết hôn luôn. Mà lần sau kết hôn tặng nhẫn khác nhưng không quỳ nữa. Dạ. Không, em muốn nếu mà có kết hôn anh phải quỳ nữa chứ. Chứ tự nhiên à, bớt thôi và làm giá nữa. Được ta vậy rồi còn đòi lên nữa. Hồi nãy thì mới đòi gả không. Bây giờ ta tặng người ta quỳ rồi đòi. Tại anh quỳ rồi nên em mới muốn quỳ nữa. Không thương thì chấp nhận hết chị. Đó, rồi thôi kệ đi, hai đứa muốn làm gì làm. Bây giờ cho các bạn 30 giây. Hai bạn nhìn nhau. Nếu ai còn muốn nói điều gì nữa thì hãy nói. Nói những gì mà chúng ta đang suy nghĩ trong thời điểm này. Sau đó chúng ta sẽ đặt tay vào nút bấm. Nhắm mắt lại sau 3 tiếng đếm của chị Tường. Nếu đồng ý hẹn hò, bạn trai đeo nhẫn vào tay bạn gái. Nếu không đồng ý hẹn hò, chúng ta có quyền lặng lẽ lấy tay ra không bấm. Và em trả lại chiếc nhẫn cho bạn trai. Dạ. Vì đây là chiếc nhẫn để mà tiến tới hôn nhân. Đồng ý ý chị nói không ạ? Dạ. Em có cần hỏi ý gì gia đình không để quyết định? Dạ, các bạn có muốn để không? Để em hỏi. Đồng ý không? Dạ. Rồi, dạ con mời dì vào lại đi dì ạ. Dạ. Bạn gái muốn hỏi ý kiến, tại đây là chuyện quan trọng nên con cũng muốn cho bạn gái một cơ hội. Nói lớn đi, không sao ạ. Hai mẹ ý con. Con nếu mà con cảm thấy con chấp nhận được thì con bấm. Thế là con tìm hiểu mà, chứ đâu phải là mình bấm được phải nhận liền đâu. Đó. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm đi ạ. Nhắm mắt lại nhé. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, hiểu lực rồi nha em nha. Đây là một chương trình rất nghiêm túc, bấm nút để tìm hiểu hẹn hò và tiến tới hôn nhân. Nếu chúng ta không rung động, chúng ta cảm thấy đối phương không phải là một nửa mình đang tìm kiếm, có quyền lấy tay ra, bấm nút vì tình cảm của mình, không phải vì lịch sự. Sau 3 tiếng đếm, không đồng ý, lặng lẽ lấy tay ra. Đồng ý, bấm thật mạnh. 1
Rồi hai bạn lấy nhau luôn đi, tôi về. Rồi đứng lên đi hai em. Bây giờ mình đeo nhẫn. Thằng ngón dĩ chưa. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau đi ạ. Đây là giờ phút mà các bạn đồng ý là chính thức cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu. Và bây giờ, hồi nãy cũng là hôn chơi thôi, bây giờ mới là một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta quen nhau. Rồi, hôm nay rất là vui đúng không quý vị? Rất là bất ngờ một câu chuyện tình yêu mà Tường nghĩ rằng là có một cái mở màn rất đẹp. Và Tường rất rất hy vọng một ngày đẹp trời, tất cả gia đình chúng ta sẽ chờ đón được tin vui từ cặp đôi này nha. Tường cũng xin thay mặt chương trình nè, thứ nhất gửi tặng em gái một món quà để làm đẹp, là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn nha. Rồi, đây xin gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đến đây để tìm hiểu, để xem phim và để trò chuyện với nhau. Chào đón hai bạn nam của ngày hôm nay nha. Rồi, chào hai em. Rồi, ngồi đi cưng. Và bây giờ mời hai bạn nữ. Đây, hai cô em gái xinh xắn của tôi. Nhẹ nhàng. Rồi, bên đó trước luôn đi, cho đổi phong. Bây giờ thủy liền luôn nè. Bây giờ đổ phong thủy luôn nè. Bây giờ một cô bé cười quá trời cười luôn. Em hãy tự giới thiệu mình đi. Cô gái ngồi chiếc ghế màu xanh. Lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt, ba bạn cùng chơi và tất cả các bạn có trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Võ Thị Cẩm Tiên, tuổi thiệt là sinh năm 94. Em ở Tiền Giang nhưng hiện sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em là nhân viên văn phòng, là dự toán công trình xây dựng nhà gỗ cho nước Úc. Wow. Mọi người nhận xét em là một cây nấm lùn, vui vẻ, hoạt bát và hòa đồng. Mời chàng trai chiếc ghế màu xanh, mời em giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đỗ Trung Thành. Hiện tại em đang làm giáo viên tại trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Thái Bình ở quận Tân Bình ạ. À, em dạy môn gì? Dạ em dạy sự ạ. Ở ngoài quê thì còn có bố mẹ và các em gái của em ạ. Nói chung cũng ở đây gần 5 năm rồi ạ. Ổn định công việc chưa? Dạ ổn định rồi. Mình ở với ai trong này, ở chỗ nào? Dạ em đang ở với chú với tím em ở trong này, ở đường Cách Mạng tháng 8. Rồi mời bạn trai ở ghế màu đỏ. Dạ ghế màu đỏ nè. Trước tiên cho em xin lời gửi lời chào đến chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Và em tên là Trương Nhân Quý. Em thì em sinh năm 94. Em nghề nghiệp thì em sửa chữa ô tô, quê gốc ở An Giang miền Tây ạ. À vậy và em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Bình Dương đoạn nào? Em ở Thủ Dầu Một quá chị. Ồ vậy không thì đi lên đây cũng khoảng 1 tiếng thôi em. Hơn 1 tiếng. Hơn 1 tiếng. Nhưng mà ba mẹ là còn vẫn ở quê. Không, ba mẹ em lên đây với em. Ở Bình Dương luôn. Dạ. Ồ vậy là bây giờ là mình xác định là lập nghiệp ở Bình Dương luôn. À. Tại vì nhà em được hai anh em trai á. Mà ngày trước chẳng qua hơi buồn một xíu là anh hai em bị tai nạn á chị. Là nhà còn có mình em mà. Em đây em làm việc ở đây nên em ước ba mẹ lên đây chung với em. Có gì ăn nấy chung với nhau. Rồi chị hiểu rồi. Thôi xin chia buồn với câu chuyện của em nha. Dạ cảm ơn chị. Rồi bây giờ em có ngại yêu xa không? Em thì được cái công việc của em bây giờ nó cũng gọi là ổn định đó chị. Thứ bảy em chỉ làm có buổi sáng. Cái đó em đi làm cho người ta hay là mình làm nhà em mình? Em làm cho người ta. Em làm cho thật công ty tập đoàn lớn 4 hãng làm gì. À sửa xe là sửa xe trong công ty á hả? Chị tưởng đâu là cái gara sửa tư nhân. Công ty lớn lắm chị. À đủ sống không em? Chung em cảm thấy bao nhiêu là đủ chị, em thấy nó ổn á. Nhưng mình lo được cho gia đình mình đủ là được rồi. Còn dư được chút ít em lo cho bạn gái. Lưu dư được chút ít lo cho bạn gái. Dễ thương dạ, quá. Hay quá. Hay được. Cô gái ngồi ghế màu đỏ đây nãy giờ cười, tự giới thiệu về mình đi nè. Dạ, em tên là Đoan Minh. Em sinh năm 95. Em làm sale marketing cho ngành F&B đã được 5-6 năm rồi. Tính cách của em thì độc lập, không phụ thuộc quá nhiều vào bạn nam và hơi bướng. Em là người miền Tây. Miền Tây. Mỹ Tho Tiền Giang anh. Mỹ Tho Tiền Giang. Em có ngại yêu xa không? Sẽ tùy vô mức độ đẹp trai của bạn nam. Tùy vô mức độ đẹp trai của bạn nam. Wow. Wow. Ồ, vậy là mê trai đẹp hả cưng? Được được được. Tại nãy nghe chữ Bình Dương cái bên này eo. Thôi, yêu xa không chịu. Gì vậy? Gì vậy? Là nghe xa quá đó, eo. Đúng nhưng rồi. Mà bây giờ có một câu khẳng định lại, tùy theo mức độ đẹp trai. À, đúng. À. Cô là tôi cũng thích luôn á, là giống tôi đó, giống tôi đó. Rồi, Quý, điểm mạnh điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh em thì vui vẻ hòa đồng. Em được cái em không hút thuốc vậy.
Không hút thuốc. Có nhậu được không? Nhậu thì lê gai. Lê gai. Nhậu nhậu chơi chơi với em không bao giờ đi sau về sau 10 giờ. Ừ, hay quá. Coi như là nhậu từ 7 giờ sáng là tới 9 giờ tối là gì? Nhậu từ 7 giờ sáng là tới 9 giờ tối là... Trai ngoan em ơi, không có về nhà sau 10 giờ. Còn đi làm nữa Đạt ơi. Còn điểm yếu của em thì em không biết nấu ăn. Nói chung là nấu dở, chứ em nấu mình em ăn, mà em ăn còn dư nữa. Có hồi nhỏ thì em hay bị sợ ma. Bi. Chị biết sao, ở dưới quê ngày trước thì nó vắng lắm chị. Mỗi nhà là chỉ có được một cái tivi thôi. Mà ba mẹ em thì dỗ cho em ngủ sớm. Khi mà em đi lỡ nhà kế bên á, coi cái đầu em ở nhà em thức dậy em không thấy ai chứ, em khóc, em chạy cắm tổng cổ, em chạy đám khóc. Cái tới giờ mà em vẫn còn chọc em hoài luôn. Em thì cũng có cái thằng mà hôm nay em đi chơi vui quá hay gì á, tối về em ngủ em hay nói lại lắm. Nói lại là sao em? Là cứ như cũng kiểu như mớ vậy. Mớ hả? Trời ơi, cái đó em mới làm cho người ta sợ ma đó. Trời ơi trời. Chứ ma nào sợ em. Không mà. Ít em kể vậy. Câu chuyện em mớ mà làm cho người ta nhớ đi. Tối ngủ với vợ tự nhiên nửa đêm ngồi vậy em nói chuyện, nói là vợ em mới sợ ma đó. Không, em không có ngồi, cái gì em nằm em nằm nói luôn hả? Dạ. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rồi, 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bóng, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Nói thành tiếng luôn, nói thành câu chuyện luôn hay là chỉ ú ớ thôi? Cũng có thể nói thành câu chuyện chị. Ví dụ như hồi đợt năm rồi em đi ăn tất niên á. Em hát nhiều quá. Mà cái tới ngày cái bài hát của em thích nữa, em ngồi với em kêu cho em hát nữa, cái em về em nằm ngủ, cái em nói chuyện mình luôn. Nói gì? Thì em nói cho tao hát bài nữa, tôi nghĩ tôi về. Ai kể lại cho em nghe? Mẹ em. Còn em nè. Em biết chụp ảnh. Chụp hình. Dạ, em thích đi du lịch. Đôi lúc là em hay quẩy ba lô em đi du lịch một mình luôn. Em biết nấu ăn, nhưng mà em sẽ không bao giờ em nấu ăn cho bạn nam đâu. Vì sao vậy? Bạn nam phải chịu em chứ. Nếu phải chịu em chứ. Nhưng mà tùy theo độ đẹp trai, người ta đẹp trai quá sao? Có gì em chỉ anh được không em? Hả? Có gì em chỉ anh được không? Không. Em phải biết nấu chứ. Biết nấu chứ. Anh có thể lên coi YouTube mà. Ok. Em nhất định là không nấu ăn cho bạn trai mình ăn. Em sẽ rửa chén. Rửa chén. Và bạn trai mình phải nấu cho mình ăn. Đúng rồi. Rồi ví dụ như mai mốt về ở chung với nhà có ba mẹ chồng luôn rồi cũng hỏng nấu ăn cho ba mẹ luôn hả? Tư tưởng của em á là khi mà có chồng hay gì đó là dọn ra ở riêng. Ừ. Cụ thể hoàn cảnh nhà bạn trai neo đơn có mình bạn ấy rồi, ví dụ ba mẹ già ốm đau bệnh hoạn rồi làm sao? Em sẽ kiếm bạn trai khác. Em sẽ kiếm bạn trai khác. Trời. Nói này cũng nhận thẳng thắn thiệt. Được cái ba mẹ em thì không có quan điểm là bắt làm dâu hay gì. Nói chung ví dụ như sau này hai người lập nghiệp có thể ở riêng hay gì đó là làm sao, ví dụ bên đó bạn nữ thì cũng có ba mẹ. Em có mẹ làm dư mình dành ra một cái khoản nào đó. Mình chạy qua chạy lại chăm sóc đôi bên phải không? Quan điểm là vậy. Vậy được không em? Vậy có kiếm bằng bạn trai khác không? Không. Để suy nghĩ. Trời ơi, suy nghĩ tùy theo bộ đẹp trai. Được à, cô này. Mà bây giờ điểm yếu là gì? Em có nói anh em rất là bướng. Có nghĩa là thí dụ như là em biết em sai thì đương nhiên là với khách hàng thì em sẽ xin lỗi. Nhưng với bạn nam thì em sẽ gật gật, nhưng mà không, em cũng vẫn làm theo ý em mà. Để tôi coi, để tôi coi vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Để tôi coi là lúc mà cô gặp đúng cái người mà cô rung động đó, coi cổ có còn mạnh miệng nói như vậy không. Biết đâu nha. Chào thầy giáo nè, thầy giáo dạy sử nè. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Về điểm mạnh thì nói chung là em người quá hoàn thiện. Có thể biết. Quá hoàn thiện luôn hả? Dạ. Nói chung là em không có cái gì gọi là quá đáng về tật xấu cả. Ví dụ như là em không hút thuốc này, em không nhậu nhẹt thì chỉ có ít thôi ạ. Thích đánh bóng chuyền ạ. Và bữa nay thì em đang tập gym và tập boxing. Những cái môn tình đường sức khỏe rất tốt ạ. Tại là khả năng kinh tế của mình vẫn còn rất là hạn chế. Vì vậy em đang học và khởi nghiệp, mở thêm một cái kinh doanh online. Hy vọng là đến năm mình 30 tuổi thì mình có đủ điều kiện để chăm sóc cho những người thân của mình và những người mình yêu thương. Năm nay nhiêu rồi? Dạ, 27. 27. Dạ. Lập kế hoạch rõ ràng là mong muốn 3 năm nữa là cuộc sống nó khá hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Lo được cho những người mình yêu thương. Dạ. Còn có kế hoạch gì trong chuyện kết hôn không? Dạ, thực sự thì bố mẹ em rất là muốn có con dâu ạ. Nên em mong là trong vòng 1 năm hoặc 1 năm hơn gì đó thì mình có thể tìm được một đối tượng phù hợp để mình có thể tiến tới lâu dài hơn. Nhưng mà đã sẵn sàng mọi thứ để kết hôn chưa? Dạ, để nói mà sẵn sàng thì thực sự là không có biết bao nhiêu cho đủ cả chị ạ. Nhưng mà em tin tưởng là em có đủ khả năng để mình chuẩn bị những thứ tốt nhất cho bạn ấy. Ok. Vậy còn điểm yếu của mình nãy giờ nghe tốt quá. Tuyệt quá trời luôn á. Em hay sợ những con vật mà bò sát, ví dụ như là rắn, là dân ở vùng gọi là vùng lũ á. Nhưng mà thực sự là em không biết bơi.
chưa bao giờ tắm sông luôn. Ở vùng lũ không biết bơi. Dạ. Trời đất ơi. Em có cái tính hay quên ạ, nên em hy vọng là sẽ có một người nào đó nhắc cho mình suốt cuộc đời này. Trời ơi, nhắc mà nhắc suốt cuộc đời luôn ha. Dạ. Chết rồi. Giống mẹ rồi, giống mẹ rồi. Rồi, hy vọng hôm nay thầy sẽ được như ý nguyện. Ừ, đâu, nhắc là anh ơi, tháng này chưa đưa lương nữa nha, làm thí dụ vậy. Anh ơi. Anh ơi chưa nấu cơm anh ơi. Anh ơi chưa giặt đồ anh ơi, anh ơi con chưa bú anh ơi, anh ơi. Nhắc lia lịa, nhắc lia lịa. Thấy ổn không em? Em thấy dụ có một người vợ vậy em thấy ổn không? Quá ok luôn nè. Quá ok. Trời ơi. Thầy nói thầy nhớ nha thầy. Dạ. Dạ thực sự thì em cũng chỉ mong là có một người nào có thể nhắc mình hoài hoài mà nhắc hoài không có chán. Rồi ok. Sợ nói câu đó xong là lát nữa 2 phút sau là quên liền hay gì. Rồi bây giờ mời Cẩm Tiên. Cẩm Tiên ngồi ghế màu xanh. Cái nấm lùm. Ưu điểm của em là biết nấu ăn, thích làm thiện nguyện và có biết hát, độc lập về tài chính. Về khuyết điểm thì em là một người hay quên, cho nên là khi nghe bạn nam bên kia nói hay quên thì tại vì em hay quên là những chuyện lặt vặt á, em cần có cái người nhắc nhở thì em mới nhớ. Chết rồi. Hai bên mà bên nào cũng hay quên, bên nào cũng muốn người nhắc. Dạ. Em có biết hát là biết hát cái loại nhạc gì? Dạ em hát được bolero hoặc là nhạc những bài ballad. Ballad. Mình làm thử khúc bolero đổi không khí đi em. Dạ. Mời em. Sớm tụ rồi. Sớm tụ phải. Thật ra qua nay con bạn thân em nó tập cho em một cái bài là chết là tự nhiên quên tên. Tàu về quê hương. Tàu về quê hương. Đó, tàu bạn thân nhắc liền rồi. Anh ơi đô thành ở đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình cưới nhau luôn, về đây mình sống vui hơn, về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn. Cảm ơn mọi người ạ. Oh yeah. Style mới là vừa hát bolero vừa mix rap vô luôn á. Biết rap không? Em đọc rap cũng được nhưng mà nó không hay lắm. Kệ chơi luôn chứ. Hát là hay rồi, bây giờ đọc rap còn hay hơn nữa. Và đây là màn rap của rap name Cái Nấm Lùn. Dạ em cũng xin rap một đoạn nhỏ trong bài Ngày Anh Nhớ Em của Ron ạ. Hạnh phúc khó khăn lắm mình mới có được, vì thế nên em đâu dám đem ra cá cược. Cuộc sống em giờ có anh như vậy là đủ. Em không muốn yêu ai hay quay lại người cũ. Đơn giản vì em xác định được mình thương ai. Em muốn mình cố gắng hơn nhiều cho tương lai. Mặc kệ con đường này đi nhiều chướng ngại, em sẽ cố dẫn anh theo nếu lỡ anh vướng lại. Hôm nay trời mưa to hơn mọi ngày, vì như thế làm em nghĩ đến anh trong mỗi giây. Trong cơn mưa hôm nay sao lại có nắng, giống như em trong lòng cũng đang nhiều trống vắng. Chắc là do tim em đang cần ai đó. Có phải là anh, một bàn tay hay bờ vai nhỏ. Suy nghĩ trong em có chăng anh hiểu rõ. Lãng mạn và yêu anh, mong anh một ngày sẽ hiểu nó. Wow, wow. Ghê ghê. Trời ơi, với cái bài rap đó em vừa nói hết những cái tâm tư, tình cảm, tâm sự luôn. Em cảm xúc của hai bạn nam như thế nào đã? Luôn á trời. Sao thầy giáo nghe sao? Sao? Bolero được, rap dữ luôn. Dạ, đủ luôn rồi, đủ luôn rồi. Đủ luôn hả? Dạ, quá dữ. Còn em thì sao? Hai bạn hát rất là chuẩn đó chị. Chuẩn luôn rất hả? Rất hay lắm. Em cũng thích hát nên em thấy. Thích hát hả? Làm luôn em, hát làm luôn. Luôn đi. Để nhà trai mình lép dế hay sao? Wow. Rồi. Nhưng mà thì hôm nay em đến đây em cũng góp vô một đoạn. Đã có lúc tôi từng nghĩ sẽ chẳng yêu một ai, sẽ chẳng càng lâu dài. Ngày tháng cứ thế trôi dần trôi, chỉ có tôi và tôi, cô đơn là niềm vui. Rồi tình cờ nàng ghé qua, cười thật tươi trước nhà, làm lòng tôi biết là trái tim tôi khờ dài, có lẽ đã yêu lần hai. Em xin hết. Wow. Yeah. Bài hát lạ quá vậy, tôi mới nghe lần đầu luôn á. Và tình trường thế nào? Em đã trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi? Em trải qua ba mối tình ạ. Ba mối tình. Dạ. Mối tình đầu tiên thì lúc học cấp 3 nó kéo dài hơn 3 năm. Em phát hiện là bạn đó thật ra rất là tốt với em, nhưng mà không chỉ em mà còn với những em khác nữa. Nên là em mới dừng lại. Mối tình thứ hai là lúc em đi làm. Thì trong một chuyến đi chơi, em có cái bạn nam đó có cách cư xử nó rất khác với một bé trong nhóm. Cái người đi chơi chung một nhóm mà thấy là bạn trai của mình có tình ý với cái người khác phải không? Dạ đúng rồi. Em hỏi bạn đó là có hay không, bạn đó mới khẳng định là không.
sau thời gian thì bạn đó nói là với em là chỉ là xem em là em gái mưa thôi. Xem em là em gái mưa thôi. Hả? Rồi một tháng sau thì bạn đó công khai trên Facebook với chính cái bạn nữ đó. Trời ơi, vậy là cái cảm nhận của em là đúng phải không em? Dạ, đôi khi em cũng sợ cái linh cảm của mình lắm á chị. Cho nên là em mới quyết định dừng lại. Rồi, mối tình cuối cùng? Hơn 4 tháng. Cả hai có cái tương lai là sẽ đi đến kết hôn khi mà tìm hiểu tầm 1 đến 2 năm. Tốt quá rồi, sao không tính tới mà chị ta. Cái khúc này nè, sau thời gian quen nhau thì em mới phát hiện thì ra mình chỉ là cái người thay thế thôi. Cho những cái dự định đó thật ra nó đang dang dở với cái người cũ của bạn đó thôi. Thì em mới thôi dừng lại em để... Em lắp cho chỗ trống thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà lần này có nhiều khi cảm xúc của em sai không? Dạ em cũng có trao đổi với bạn đó. Thì bạn đó mới nói là thôi chỉ làm bạn thôi. Trời cho đó. Nên là em muốn dừng lại để bản thân mình không bị tổn thương nữa. Mà em chia tay cái mối tình đó bao lâu rồi? Dạ cũng gần tháng rồi. Hả? Chị Tùng. Mới có 1 tháng à? Nhưng mà bản thân em đã quên được cái người yêu cũ đó chưa? Dạ thật ra em không gọi là quên. Xem đó là những cái kỷ niệm đẹp bạn đó đã góp trong cái phần thanh xuân của em. Em biết chia tay thì thực sự rất là buồn bởi vì em đã trải qua điều đó. Nhưng mà em hy vọng là bạn mới có thể tiếp tục với những cái nhân duyên mới của tương lai ạ. Rồi, cảm ơn em đã đồng cảm ha. Và có một cái suy nghĩ rất là tích cực. Rồi riêng mình thì sao? Thực sự thì chuyện tình của em nó cũng mang màu sắc gì đó, nó hơi buồn buồn. Dạ, thực sự thì em cũng có một mối tình mang lại rất nhiều cảm xúc và thực sự bọn em đã định tiến đến lâu dài với nhau. Nhưng mà hồi đó em có một cái tính là muốn làm việc gì á, thì mình quá chu toàn. Rồi dần dần thì không hiểu sao em càng bị sa đà. Trong y học thì người ta hay gọi là có dấu hiệu gọi là tự kỷ và trầm cảm một xíu. Sau một thời gian thì bạn ấy chọn một con đường mới. Và em cũng tôn trọng quyết định của bạn ấy. Thực sự lúc đó em rất là đau lòng luôn á. Anh với chị Tường rất là tin tưởng em. Và tin em nói thiệt chứ không phải là cứ thật sự hoài đâu. Thật một sự, câu ông thật nói sự. Mà không biết bao nhiêu cái thật sự luôn đó. Đó thật cũng sự. Là một dấu hiệu của stress và trầm cảm đó nha. Không quản lý được ngôn từ và cảm xúc của mình. Nói chậm lại, từ tốn và ổn lại, sát lời mình bình nói. Tâm lại không gì hết. Thầy giáo. Dạ, thực sự thì... Đó, thấy chưa? Ổn, dạ. Thực sự là... Em rất là cảm xúc ạ. Nên chị biết, chị biết. Cảm xúc thì có thể là hơi... hơi bị kích động xíu trong người. Không, nó hơi thả lỏng ra thôi. Một người sống rất là tình cảm. Dạ. Bây giờ quay lại với Quý thì tình trường của Quý như thế nào? Dạ em thì được 2 mối tình chị. Em quen bạn nữ đó thì được hơn 2 năm á. 2 năm. Dạ. Trong lúc em làm việc thao tác cái em có bị chấn thương á, nằm viện gần hơn 2 tháng rồi. Mà lúc đó nhà em cũng khó khăn. Cái đời em quyết định em xuất việc, em xuất viện em về quê. Lúc đầu thì về quê tầm 1 tháng thì bạn nó cũng vẫn điện thoại quan tâm bình thường. Rồi xong rồi người ta cũng báo lại thì bé cũng là có quen một người khác. Rồi. Trong thời gian em học và em làm em cũng có quen thêm một bạn nữ nữa. Bạn đó kiểu như bên đạo á chị, mà không có giấu, mà kiểu như giấu em á. Nhưng mà điểm đó là cái dạ, như ba mẹ em sau này thì cho nên em cũng rõ ràng thì chia tay. Dạ. Minh, tình trường của em sao Minh? Đây nè. Thật ra em có 12 mối. Hai mối. 12. 12 mối. Lần đầu tiên có một cô gái. Trong đó có 4 mối là sâu sắc. 4 mối là sâu sắc. Còn lại là thuộc dạng đang tìm hiểu và không cảm thấy hợp nên dừng. Crush. Crush đâu hả? Cá tính ha, ngon ha, mạnh mẽ ha. Hết hồn, hết vía. Lần đầu tiên tôi thấy có cô gái lên đây mà dám nói có 12 mối tình. Không, chỉ là crush thôi thì mình tính mối mối cũng được mà. Rồi. Cái mối tình đầu thì em với bạn đó quen nhau được 8 năm. Trụ 8 năm luôn. Quen đường thời gian cái sẽ chán. Sẽ chán xong rồi cái... Nít nữa mà. Tình cảm tôi học trò mà. Bạn nam đó đi tà lưa với bạn khác. Tà lưa hả? Cho lên ở trên luôn. Mạng hay gì đó. Mà cái tính em thì trước giờ là em thấy nhưng em không có nói. Nói chung là sẽ tha thứ cho người ta khá nhiều lần. Nhưng mà nói chung là giờ chẳng lẽ mình bị tổn thương hoài. Rồi xong được. Cái lúc bạn đó đi du học thì em quyết định là kiểu thôi giải thoát nhau luôn đi. Sẵn tiện luôn hả? Đúng rồi, tiện tay á, kiểu như vậy đó. Giải thoát nhau luôn đi. Tiện tay là thôi giải thoát nhau luôn đi. Rồi, tiếp. Là 8 năm. Rồi thì sau đó không hiểu sao bị ám như sao á chị. Những cái mối tình tao và những cái người quen sao nó ngắn mấy, vậy nè. Mấy tháng. Cao nhất á là 1 năm. À. Thấp nhất á là 1 ngày. Đó là khi mà bạn nam tỏ tình với em. 1 ngày tính mối tình luôn hả em? Rồi thì bạn nam tỏ tình với em. À. Cái em mới thấy là cũng được. À. Xong rồi cái xong cái sáng hôm sau em mới thấy kỳ quá, thấy tụt mút quá. À. Nên là em mới nhắn lại là thôi mình làm bạn thôi. À vậy là gọi là một mối tình đó hả em? Trời ơi, tôi hiểu rồi, tôi về chỗ. Thôi. Trời ơi, nghe bà kể chuyện sao đầu đuôi nó
sâu đậm thứ hai là bạn nam tính hơi gia trưởng nên là hay kiểm soát. Có nghĩa là mới đầu vô mình nhìn, mình nhìn một người partner của mình nó hào nhoáng lắm. Nhưng mình rờ vô mình mới biết, Rờ cái bộ phận nào của người ta vậy? Rờ vô tính xấu người ta mới biết. Rờ vô đụng ngay tính xấu mới biết được hả? Đúng rồi, gia thì trưởng cũng dùng dần được khoảng một năm, một hạt rồi mới chia tay. Em lóc Facebook bạn đó luôn. Anh chị có nghe câu yêu nhau vì nhan sắc không? Yêu nhau, à hồi nãy anh có nghe đó. Tùy theo độ đẹp trai đồ đó, anh nghe loáng thoáng hồi nãy cô gái nào nói có câu đó. Em chụp hình cho cái nhà hàng của anh đó. Ờ mà lúc đó mà em không có make up. Xong cái ảnh chạy một cái voucher ăn một triệu. Cái xong cái hôm sau cái em make up lên, cái em lượn vô nhà hàng ảnh, cái ảnh mới nói trời Minh sao em nhìn khác quá vậy. Ồ rồi sao? Ảnh cưới em, bắt đầu cũng ngồi tiếc. Ồ cũng đẹp trai nè, rồi cũng có mấy việc làm ổn nè, rồi cũng cao nè, đó thì cũng rớ vô rồi. Yêu nhưng mà yêu xong mới biết lụy tình. Ai lụy ai? Ảnh lụy, mà em là dạng con gái yêu thiên về lý trí khá là nhiều. Làm sao dứt được? Ảnh đi Hà Nội về, cái ảnh phì ra, mập ra thì hết xấu trai quá, rồi hết tội luôn, hết trách nhiệm bỏ luôn. Rồi cái em mới nói là thôi em nghĩ là em hết yêu ảnh rồi, mình nên buông nhau đi. À dứt điểm, dứt khoát đó. Mới có cuộc tình thứ ba thôi đó, gì tưởng. Còn mấy kia đều nhỏ. Bởi chị nói với em nghe, em đừng có ham cái mã đẹp trai. Tao nói mà mấy người đẹp trai quá là tính xấu nhiều lắm. Từ từ nó cũng lòi à. Bớt ham mê trai đẹp lại đi. Em thấy mà bạn nam nào khi cua gái cũng ráng gồng lên vậy nè. Xô hết như con công nó xòe đuôi ra vậy đó. Lìa 12 mối tình. Nhưng mà tại sao em lại không tiếp tục để mà chinh phục những người đẹp, đàn ông đẹp trai nữa mà phải ngưng tới 2 năm lận? Tại họ kêu là lúc trong cái tiến trình đó thì vẫn có nhiều bạn nam theo em. Nhưng mà kiểu chưa bằng người yêu cũ. Giờ là phải kiếm lên trên. Hay bữa nay có đem theo hình mấy người yêu cũ không? Không. Trời ơi, phải biết cho chị coi luôn. Không được chị giải tán hai bên này luôn cho rồi. Chứ mất công rồi chị mở cửa ra rồi em nói chưa bằng người yêu cũ tổn thương hai bạn trai của chị. Trời ơi, thiệt á. Bữa nay là bên đàn gái nghe cô tình nhân vật là nguy hiểm nha. Sao quý nghe tình trường 12 mối tình của cô gái bên kia em thấy sao? Là thiếu thì em bù vô chị. Thiếu em bù vô hả? Thiếu em bù rồi được. Để coi hôm nay bù được không. Còn nha á, thiệt chứ bộ nhiều khi là đây là đỉnh của đỉnh luôn rồi. Nhưng mà giờ cái mẫu người yêu lý tưởng của quý là như thế nào? Vui tính xíu. Vui, nãy giờ em thấy vui không? Vui không? Nói chuyện cười quá cười luôn. Quá vui rồi. Quá vui, gì nữa? Còn nhiều động tác hề lắm nha. Với lại bạn gái cao tầm 1m58 đổ lên là được. Được. Biết nấu ăn xíu, hồi nãy em cũng có nói rồi. Biết nấu ăn xíu hả? Mà chết chà, nhưng hơi bị sái sái không? Sái sái rồi. Rửa chén đi thì được, nhưng mà người bạn trai phải nấu cho cổ ăn. Vậy sẵn dịp em về, em như bạn nói nãy lên YouTube học rồi hai đứa học luôn. Ừ, còn hai đứa học luôn. Rồi xong rồi nấu ra thì mảnh người này thưởng thức của người kia thử lại thì cũng được. Đi ăn cơm tiệm đi anh, đi ăn cơm tiệm đi anh. Ăn cơm tiệm đi anh. Mình có cái điều gì mình không thích ở người cái tư ở người con gái không? Em không thích một cái mà cái kiểu như là nhiều chuyện á. Chuyện bà tám á. Dạ. Rồi, không xăm, dễ nhìn xíu là được rồi. À, dễ nhìn xíu là được. Không biết tông giọng người lớn hay được. Khoan, bây giờ hỏi bà gu bảo sao nè. Gu nè. Đẹp trai, anh đoán nè. Đúng rồi, đẹp trai. Đẹp trai là tiêu chí. Rồi, gì nữa? Rồi gì nữa nè? Cao. Chi tiền cho em đi. Chi tiền gì? Chi tiền cho em đi. À, như là hỗ trợ kinh tế cho em. Ok, em tự lập vẫn được, nhưng mà không, em muốn bạn nam chi tiền cho em nữa. Ví dụ như là em xài cho những khoản nào? Mua đồ mà. Đi đầu tư. Đầu tư gì? Chứng khoán, bất động sản. Trời. Bitcoin, nhưng mà Bitcoin đang sập rồi. Chắc tôi đi về, hôm nay tôi nghỉ mai mối quá. Mà đó giờ em đầu tư thành công hay thất bại? Cũng có thành công. Lợi nhiêu? Cũng nhiều lắm. Rồi sao không lấy tiền đi đầu tư tiếp đi, rồi cũng phải kêu con trai đưa tiền đi đầu tư làm chi vậy? Thì trai cho tiền mình đi đầu tư, xong mình chia lại cho trai. Có chia lại cho trai luôn hả? Thì trai chia lại cho em, người ta gọi là hoa hồng. Đầu tư. Dạo này kinh doanh có lãi không? Đang dịch rồi chị, tạm thời bending. Cho nên giờ đang cần người đầu tư tiếp phải không? Đúng rồi. Rồi, hy vọng hôm nay em có được người đầu tư nha. Chứ chị thấy chị hoang mang muốn bỏ nghề giải nghiệp rồi đó. Còn chị làm mai làm mối cũng nhiều ca lắm, mà ca này chị thấy hơi căng rồi đó. Không, mà cô bé này nãy nói đúng, ưu điểm là vui tính. Vui tính hả? Chứ là vui tính là cô bé này. Quen thân cô bé này lúc nào cũng cười hết. Không thể nào buồn. Nhưng mà sao có nụ cười đó toát mồ hôi hột đó em, căng á. Cười mà cười này cười căng. Đừng có để cho cô bé này rờ trúng ngay cái điểm xấu là mệt nữa rờ, nha. Căng lắm. Thôi quay qua cô bé dễ thương nắm lùn nè. Nắm lùn thích yêu sao nắm lùn? Em chỉ cần cái người
bạn trai của mình là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người yêu, biết cách cư xử với mọi người và độc lập về tài chính, về cuộc sống. Em Cương biết nấu ăn không? Dạ biết. Có sẵn sàng nấu ăn cho bạn trai ăn không? Cho chồng ăn không? Thật ra thì em nấu cũng được, nhưng mà em muốn việc nấu ăn á là cả hai cùng chia sẻ với nhau. Rồi, ok, đồng ý. Có cần có thích ảnh chi tiền cho mình đầu tư không? Thật ra về kinh tế thì em nghĩ là cả hai nên độc lập. Em thích bạn nam có quỷ đen hơn. Nói gì kỳ vậy? Đỡ sao bữa nay ca khó không vậy? Tại sao thích tại bạn vì trai có quỷ em đen? em không thích người nam đưa hết tiền cho mình. Nếu mà thật sự có tiếng xa thì cả hai sẽ đóng một cái quỹ chung, và cái quỹ chung đó để thực hiện những cái dự định tương lai. Phần còn lại thì em nghĩ là cả hai nên có một phần nào đó giữ riêng cho mình để sinh hoạt giống như là đi ăn uống bên ngoài. Ở cái đó mình chỉ dùng từ là mình có cái khoản riêng để chi tiêu cá nhân thôi. Dạ đúng. Em dùng rõ từ ràng. Quỷ đen là nó ghê lắm. Quỷ đen là nguy hiểm lắm. Đen tối. Bây giờ thì mình sẽ hỏi ý kiến của người thân. Phía bên dưới thì Tường thấy là có một chú nha. Là chú là người nhà của ai ạ? Chú là người nhà của Trương Nhân Quý ạ. Dạ, người nhà của Quý. Chú là gì của Quý vậy chú? Tía. À tía, dạ chào tía. Dạ tía, hôm nay tía đi theo coi nãy giờ rồi tía có suy nghĩ gì sao nè, tía phát biểu nè. Cái chỗ ghế xanh nè, hợp với Úc Quý á, nói chuyện là một, hai nữa là tính nết cũng phù hợp với Quý á. Cảm ơn chú nghe. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, rồi đó là ý kiến để cho Quý có thể tham khảo thêm. Chào em gái, mình là đi theo ai? Dạ, em chào chị Tường, chào anh Đạt cùng tất cả mọi người. Hôm nay mặt em kích ứng nên em xin phép chương trình cho em đeo khẩu trang. Dạ, em là bạn của Tiên ạ. Rồi, bạn của Tiên nắm lùng phải không? Dạ. Rồi. Tiên ơi, hai bạn nam bên đây á, thì khá là ổn áp. Nhưng mà Ly nghĩ á, cái gu của Tiên á, là sẽ là cái bạn ghế màu xanh á. Thì với cái tâm sự của bạn ghế xanh từ nãy tới giờ á, thì em nghĩ là bạn ghế xanh sẽ chịu được cái tính của bạn em. Cảm ơn em, đó là những ý kiến từ bạn người thân. Hy vọng là giúp ích được rất nhiều cho các chàng trai, các cô gái của mình khi mà lựa chọn. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì đã có đầy đủ thông tin rồi. Đạt ơi, dạ. Mình mở cửa trái tim đi. Còn gì nữa, cho hai bên gặp gỡ nhau nè. Dạ. Mở cửa trái tim. Bam. Wow. Trời, làm liền luôn hả? Lẹ. Quà tặng em. Đúng nhìn gọn lẹ quá. Anh thì không biết lựa màu thôi, nhưng mà anh hy vọng em sẽ thích. Ví dụ dạ. Em không thích màu này, em thích màu khác, anh dắt em đi mua. Rồi, liền tay vậy luôn. Đúng là anh chàng thợ sửa ô tô. Nếu không thích màu này thì anh sẽ mua cho em màu khác. Đó, nhanh gọn lẹ liền. Sao chưa nói, kịp hỏi cảm xúc anh, luôn. Anh nói quỵt tẹt quá vậy. Đâu, anh thẳng mà, anh là anh chàng rất là thẳng tính. Em thích không? Chưa mở, chưa biết. Mở đi. Còn ba làm gì mà ba thô bạo dữ vậy trời. Ý màu cam. Cam đó, thích không? Màu cam. Em thích đỏ cơ. Nhưng mà hơi cảm ơn anh. Đỏ cam á. Vậy bữa anh mua cho cây khác. À. Cảm xúc đầu tiên khi mở cửa trái tim ra thấy như sao? Anh này đẹp trai trời ơi, nhỏ này thẳng tính ghê. Anh này đẹp trai. Ổn không? Ổn. Ổn hả? Mà ảnh cứng quá à. Cứng là cái gì cứng? Mới vô ảnh tặng quà ảnh làm liền à. Rồi ảnh nói luôn. Sao vậy, em không chịu nữa hả? Vậy cho nó nhanh gọn lẹ chứ, em muốn lòng vòng nữa hả? Từ từ thôi. À, muốn chậm chậm lại chút hả? Từ từ mà đúng không? Mà khó chịu quá à. Thì cái ta đẹp trai được rồi. Mà đẹp trai là được rồi. Trai không? Nhưng mà nãy chị mới nói là người đẹp trai có cái mã thôi, phải từ từ. Chính nãy chị mới nói mà. Chị nói người đẹp trai chứ nhiều khi bên trong nó có nhiều tánh xấu. Chị đâu kêu từ từ đâu. Rồi, em rồi. Cũng bớt lại một chút nha. Bớt lại đi cưng. Kềm lại chút xíu. Cảm xúc sao cưng? Nè nghe nè. Nghe anh chàng trai ta đẹp trai nói nè. Bạn gái dễ thương. Dễ thương quá hả? Có sao xuyến chút nào chưa? Dung. Sao cưng? Cảm xúc khi thế nào khi mở cửa trái tim ra? Hai bạn gái rất là dễ thương. Nhân đây thì em có một món quà nhỏ gửi tặng đến hai bạn ạ. Cảm ơn. Em cảm ơn anh nhiều. Nhóm thầy giáo phát sổ sao bài. Sao thích màu này không? Để người ta đổi luôn. Màu đen. Thích màu đen. Mày làm ơn mới mốt đổi màu đen cho người ta đi. Rồi đổi bà thêm luôn. Quá, tôi nói bà bớt lại đi. Rồi sao nắm luôn? Sao nè? Cảm xúc của em như thế nào? Đang vô cái chữ. À. Dạ, em thấy trên cái quyển sổ có một cái câu thơ rất là hay. Có chữ nghĩa nè. Dạ. Thuyền về có nhớ bến chăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Nghe khá là hay đúng không? Tại cho em cái cảm tình. Rồi. Cảm ơn bạn. Bây giờ hai chàng trai tôi mạnh mẽ lên. Anh Quý, mạnh mẽ lên. Muốn hỏi gì hai cô gái này cứ mạnh dạn. Cho hỏi hai bạn là
Ví dụ như mình yêu nhau, mình quan điểm về tình yêu là như thế nào? Nếu mình tình yêu là nên cho hai người một khoảng không, gọi là tôn trọng không gian, đừng có dính nhau quá. Ủa, yêu nhau mà đừng dính nhau? Nó chán à. Theo em thì tình yêu là như thế nào là vui? Sự thấu hiểu. Này này, nói với anh Quý nè, đừng tìm hiểu anh kia, anh Quý nè. Nhào vô tình yêu đừng có gồng quá, nó không có vui. Gồng quá nó không vui, mỗi ngày mỗi khác. Quý hiểu không Quý? Dối. Em nói đi. Quý hoang mang lắm, bé hỏi nó trả lời xong Quý chưa hiểu gì luôn. Rồi Tiên. Dạ, quan điểm trong tình yêu của em là cần một người biết chia sẻ, thông cảm và phải biết tôn trọng người yêu của mình, đối phương của mình. Anh thì thích rõ ràng, kiểu như là yêu ai chỉ một người thôi, khi nào mà không thương nữa hoặc là không có còn quý lý nữa thì cứ nói thẳng ra. Dạ, em muốn hỏi thầy giáo. Rồi, hỏi thầy giáo mời em. Muốn hỏi là bạn có gia trưởng không ạ? Về điều này thì mình khẳng định luôn là mình là một người sống rất là tình cảm. Nghe quan điểm chia sẻ của hai người rồi từ đó mình sẽ đi đến kết luận, không có ý kiến của mình là chủ đạo. Thật sự cái nhiều khi em cũng trẻ con á, thì anh có chấp nhận được hay không ạ? Là không có ai hợp với nhau 100% cả. Mình thông cảm, chia sẻ và cảm thông cho nhau thôi. Rất mong là mình có cơ hội để sau này sẽ cảm thông với nhau nhiều hơn. Ví dụ như là em người có cả đầu á, nên thực sự là vấn đề trong gia đình á, thì em muốn có một người bạn đời của mình nó thực sự lễ phép. Con trai trưởng. Bạn nghĩ như thế nào? Cần phải có một con dâu phải ngoan, hiền và lễ phép. Chứ em nghĩ về điều đó như thế nào? Cái điều lễ phép đó thì mỗi người đều phải có hết. Nếu mà đi xa hơn nữa thì mình thương người chồng thì chắc chắn mình sẽ cũng phải kính trọng người thân của đối phương. Anh con trưởng vậy là ở dâu đúng không anh? Ủa? Làm dâu đúng không? Làm dâu đúng không anh? Thì mình quê ở Quảng Bình nhưng mà mình vào đây lập nghiệp. Có mong muốn là muốn ở đây làm việc lâu dài nên làm dâu thì mẹ mình không bắt buộc đâu. Nhưng mà em có ngại làm dâu không? Dạ không ạ, tại vì quan điểm của em là tôn trọng ba mẹ hoặc là người thân của đối phương và em cũng hy vọng là như vậy. Nè, cô bé này em nè, em có quan trọng làm dâu không? Em không có thích làm dâu. Nãy người ta hỏi rồi, ông này ông mai không có nhớ gì hết, ta nói ngay từ đầu em, rồi. Em nói vui là có như là dọn ra ngoài ở riêng. Dọn ra ngoài ở riêng còn không kiếm bạn trai khác. Rồi. Em cá tính mạnh nhất trong đây. Tại vì hôm nay đó cái ý kiến người thân của mình nó có hơi xáo trộn một chút. Xáo đúng trộn. Không? Mà mình cũng phải lắng nghe ý kiến người thân chứ. Em tặng anh Quý, bởi vì anh Quý đã tặng xong cho em. Nhưng mà em sẽ không như anh, em sẽ không nói là ở trong đây đâu có gì. Em đồng ý cho anh Khui tại đây không? Được. Tặng cho em rồi, muốn làm gì em làm. Khui đi, tặng cho em rồi. Trời, bà tặng quà mà bà đứng đó. Anh Quý bà sàng thấy sợ luôn. Đôi khi người ta phải cần như vậy. Mắc cỡ á chị ơi. Không hề. Thả tính đó chứ mắc cỡ gì. Hồi hộp ha. Dung. Hả? Dung hả? Đang dung dậy. Dung. Một bộ hình. Hả? Không. Gì? Thật ra là đó là hai cái nơi em đi du lịch mình mà em thích nhất. Cái là ở Thái Lan với một cái là Singapore. Em từng đi giống như là có một cuộc hẹn du lịch hay gì từng đi Sing, rồi từng đi Thái. Anh đi nhiều lắm rồi chứ mà đi anh trong đi nước. Chỗ nào? Anh đi làm. Thôi đi làm đừng có vậy, ý em nói là đi du lịch mà. Đi du lịch có điều kiện thì mới đi được chứ em. Đúng rồi, không có tiền lấy đâu đi trời. Đi nè, trời ba ơi, cái bát bò luôn. Trời đi Thái rẻ lắm luôn á. Rẻ sao? Có 6 tới 8 triệu à, bút vé máy bay, tự túc bay cái bèo qua bển rồi tự book hostel rồi ở. Có 6 tới 8 triệu à. Thiệt. Ủa rồi đi du lịch rồi ai trả tiền? Thì anh phải trả chứ. Anh trả là hai đứa còn luôn còn em hả? Thì em tự trả. Là mạnh ai nấy trả hả? Ừ. Thật ra hồi xưa em quen mấy bạn nam á sẽ trả luôn cả tiền phòng nha em. Ủa là ngủ chung hay ngủ riêng? Ngủ riêng tiền phòng ai nấy trả, như nào ngủ không, chung tại, anh mới trả tiền. Tại mấy bạn nó thích chi thôi chứ không phải là do em ép hay gì hết. Bây giờ chị hỏi em nè, giờ thí dụ như đi ăn rồi bạn trai quên đem bóp theo trả tiền thì em có trả tiền không? Thì lấy thẻ ra cà. Không có đem quên cái bóp rồi thì em cà đó, đợt sau anh cà lại. Coi như là xen kẽ nhau. Dạ đúng rồi. Quên hai lần luôn. Bye bye. Bye bye hả? Một trời lần ơi. Thôi gì chứ qua lần hai bye bye. Cá tính mạnh dữ vậy trời. Quý à, sao em hoang mang vậy? Đang phân tích. Quý đang phân tích. Em được tặng ba cuốn bách bo luôn mà em hoang mang vậy? Dạ. Rồi mời nắm lùng. Nắm lùng. Dễ thương nè. Em có hai quyển sách muốn tặng cho hai anh ạ. Riêng thầy giáo em có tặng thêm một phần quà nhỏ. Coi phần quà nhỏ là cái gì? Ủa sao bữa nay giống như trùng khớp nhau với thầy giáo quá ha. Nhật ký bỏ túi. Bây giờ mình cho các bạn test lại cái cảm xúc. Mời thầy giáo đứng lên. Mời thầy giáo qua lịch sử. Qua nhà trai xin phép nhà trai cho nắm tay nhà gái Đạt hướng dẫn đi.
Rồi. Em thử cảm xúc cho bạn nắm tay được có. Nhìn nhau 30 giây âu yếm coi có muốn nói gì không. 10 giây cảm xúc như thế nào? Lạnh. Ừ, run lắm em. Rồi nhìn vô. Chắc hết 30 giây rồi đó chứ. Nắm hoài luôn hả? Rồi, quay qua bên phải, nắm rồi, tay bên đây luôn. Nhìn nhau. Cảm xúc muốn giữ trong lòng thì anh lỏng ra đi, anh đừng có gồng. Muốn bộc phát cứ bộc phát. Anh đừng có gồng nữa, thả lỏng ra đi. Được chưa? Thực sự thì em có cảm giác rất là tốt ạ. Có cảm giác rất tốt. Kiểu tình yêu sát đánh à? Tình yêu sát đánh hả? Đánh ai thì chưa biết nha, ghê nha. Dạ. Quý nè, Quý có quyền được nắm tay hai cô gái để thử cảm xúc của mình. Dung nhảy dung, hoài. Dung quá. Nói gì không, hết giờ. Anh nắm em hoài luôn. Anh biết thì anh đứng đây anh đợi mà không sao đâu. À, bảo vệ nhà gái. Em phải nhìn thẳng vô mắt người ta ấy. Nè. Anh cứ rung. Ổn, rồi. Để nắm luôn. Tại không ạ, à, tính em hay cười vậy anh. Nhớ lời ba dặn. Cái chỗ ghế xanh à, hợp với Út Quý à. Nói chuyện là một, hai nữa là tính nết cũng phù hợp với Quý á. Nhìn anh mắc cười lắm rồi. Dạ không, tại em hay rung, em hay cười để kiểu cho mình bớt rung hoặc là tạo cái gì đó tác động bên ngoài để bản thân mình có thể tự tin hơn á. Em thấy anh sao? Tức là em có cảm tình với anh, cái lúc mà anh chia sẻ là tình cảm thì cái gì nó cũng nên rõ ràng và thẳng thắn chia sẻ với nhau. Con người em cũng vậy nên là em cũng thích đối phương là như vậy. Dạ, dạ em cũng chia sẻ như vậy. Cảm ơn anh. Rồi. Rồi, về chỗ, hết giờ rồi đó. Bây giờ các bạn hãy nhìn trên ghế của mình. Mỗi cái ghế đều có hai cái nút bấm màu đỏ và màu xanh, tượng trưng cho cái người ngồi trên cái ghế có cái màu như vậy. Nếu như sau 5 giây các bạn đồng ý hẹn hò thì mình hãy bấm vào cái nút mà mình muốn. Nếu như bạn không muốn, không có cảm xúc với ai hết, có quyền không bấm. Và khi nào hai chiếc ghế cùng màu mà cùng sáng đèn với nhau thì mới gọi là hai trái tim đồng điệu. Các bạn nắm chưa ạ? Trái tim mình mách bảo bấm chỗ nào thì bấm chỗ đó. Mời bốn bạn để tay vào. Thời gian bắt đầu. 5 4 3 2 1 Em chỉ cần cái người bạn trai của mình là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người yêu, biết cách cư xử với mọi người. Hy vọng là đến năm mình 30 tuổi thì mình có đủ điều kiện để chăm sóc cho những người thân của mình và những người mình yêu thương. Anh thì không biết lựa màu sâu nhưng mà anh hy vọng em sẽ thích. Ví dụ em không thích màu này, em thích màu khác, anh dắt em đi mua. Bấm. Có một cái đèn không sáng, vì sao em không bấm? Thì không hợp gu em. Không hợp gu em? Ờ, tại bạn ở Bình Dương lận. Xa. Đúng rồi, với lại cứ vậy giống em hành bạn quá nên là thôi. Cũng rất là thẳng thắn ha, quyết đoán ha. Hy vọng em sẽ gặp may mắn lần sau. Như vậy thì mọi người thấy rằng là chúng ta có ba người bấm nút, nhưng mà hai chàng trai đều bấm vào chiếc ghế màu xanh, nhưng mà cô gái ấy thì đã bấm vào cây anh chàng màu xanh. Như là chúng ta sẽ có một cặp đôi. Từ cặp đôi ghế xanh, mời hai bạn tiến ra phía trước. Chúc mừng em. Chúc mừng anh em. Sao cái gương mặt em có vẻ thảng thốt và hốt hoảng vậy? Khoan, em chưa lót được cái kết quả. À, em chưa lót được kết quả hả? Lại, đây nè. Em đang ngồi ở ghế màu xanh, thấy chưa?
Thấy màu xanh không? Rồi em bấm cái đèn của màu là xanh. Là dẫn qua đây màu xanh. Là em chọn anh thầy giáo bằng kem gọi cái màu xanh. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Em bấm lộn nút không? Bấm lộn nút không? Bấm lộn nút không? Bây giờ vẫn có. Dạ thôi em bấm đúng, bấm đúng. Đúng địa chỉ rồi đúng không? Đúng rồi, nắm tay đi cho chắc ăn coi để em thấy là. Trời. Đúng thì nắm tay. Trời ơi. Rồi mời em trai đứng lên. Rồi đây đứng nhanh. Thôi đứng ra đẹp trai rồi, không cần nữa. Ok. Khổ ghê vậy đó. Trời ơi à. Hôm nay chúng ta có một cặp đôi là cặp đôi ở thầy giáo Thành ha, và cô cũng Tiên ha. Hai bạn hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta gặp nhau trên chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Đánh xin mời thầy giáo. Đánh dấu một bước khởi đầu nè. Hôn đi, hôn đi. Wow. Dễ rồi. Và chương trình sẽ tặng cho một cặp đôi thành công. Mỗi bạn sẽ là một chiếc điện thoại Realme pin khủng, sạc nhanh. Hy vọng các bạn sẽ sử dụng chiếc điện thoại Realme này để liên lạc với nhau, rồi chụp thật nhiều ảnh và chia sẻ cùng chương trình những cái khoảnh khắc thật là đáng nhớ của mình nha. Đây, chị Tường tặng cho hai bạn nè. Với hai bạn không thành công thì là mình thất bại, nhưng không sao hết, thất bại trong tình yêu thôi. Nhưng đến với chương trình thì các bạn dù không đến được với nhau, chương trình cũng đồng cảm đến cái sự là dám bày tỏ, rồi dám thể hiện bản thân để tìm kiếm một nửa cho mình. Chương trình gửi tặng mỗi người một chiếc điện thoại Realme pin khủng. Và đây, quà tặng dành cho các bạn đó chính là WeWell Zonchi, nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ thải độc gan và tốt cho sức khỏe. Rồi, tặng cho em. Cho em. Đây. Ok. Hello, đây, ngon lành. Và đối với cặp đôi thành công, để chúc mừng cho sự 2 thành 1 của cặp đôi thì nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1, tặng mỗi bạn 1 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Và lưu ý nha, nếu như các bạn tiến tới hôn nhân thì các bạn sẽ được bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả 2 trong 1, cộng lại 2 cộng 1 là 3 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí đó. Nhớ có tin vui là báo liền cho chương trình là nha. Báo liền nghe chưa? 3 năm nha.